Hello, lên hôm nay chơi sáng chưa? À, lên nãy giờ anh đặt lên lâu chưa? hả? Lên lâu chưa? Anh vừa đặt đâu, anh vừa anh đặt cái kia, anh đặt cái chế độ phát trực tiếp kia, sao nó cứ nhảy lên mấy cái này? Anh like trực tiếp luôn hay sao? Like luôn rồi hay sao? Đặt lên lịch nhé, À, anh lên lịch đó à? lên Anh lịch, lên nhưng mà bây giờ ấn anh nó like luôn rồi. like á, em từ đó anh gửi lên cho em là anh like rồi. Ừ, hình như là like cái này là phải like luôn hay sao á? Thì chắc vậy. Để like luôn không sao, giờ này cũng đến giờ rồi, cũng sắp giờ rồi. Chia sẻ đi, chia sẻ đi, máy này em không chia sẻ rồi. Máy này đang gì, dính rồi, máy kia hết pin rồi. Không cần đâu, không cần chia sẻ đâu. Đó, 20 cô chú và các anh chị lên rồi này. Tại lâu lắm không like nên like của anh ít người xem lắm. Thì anh phải la như bận công việc thì lâu lâu phải tối đến dành thời gian ra mà like với cô chú anh chị chứ đâu ra mà chị đi về đâu ra mà kiểu mà bỏ bê như thế có mấy cái nhỏ Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Không phải em bỏ bê mà đúng là đến tối là không thạc bài nào mà vào live được, buồn ngủ. Ba bốn đứa con nữa chứ. Ba đứa con nhầm, để thành bốn. Đây. Đấy, đi qua cho em xin một lượt like nào. Đấy, lên trang người xem rồi. Và hôm nay em với em đang tâm sự tí về em, hai em mà like chúng chị vào đi, cái mình có cuộc phỏng vấn về cuộc lưu diễn ở ở ở châu Âu. nhé. Ôi rồi ôi thật. À, thấy bữa nay làm ca sĩ với diễn viên nó dễ thế. Thì cái gì nó cũng đã nói đi nói lại rồi, em cũng đã em mấy ngày nay anh bận thì em cũng đã đánh mình đã đánh cặp nhiều về đề cặp nhiều, nhưng mà mình là một con người, mình là một công dân, mình không thể nào mà mình có cái quyền mình làm cái này làm cái kia được. Chỉ có những cái người mà có thẩm quyền người ta mới đủ chức năng để người ta làm thôi. Nhưng mà mình là người dân thì mình có quyền mình góp ý kiến. Đúng Đừng rồi. nghĩ bây giờ nếu mà cứ bảo là cứ biết hát thì em cũng biết hát. Đúng Đúng không? rồi. Hát còn hay em. Nhiều Biết. khi hát còn hay À vậy em. thì nếu như vậy thì em chỉ cần thiếu gì, em thiếu tiền bây giờ Đúng không em? rồi. Bây giờ anh không tin đúng không? Bây giờ anh thay vì anh bỏ tiền anh làm shop, anh bỏ tiền anh làm cho một cái MV đi, tự nhiên tự làm cái này em thành ca sĩ ngay à, đúng Là không? nó chỉ ngay. Và bọn đấy luôn. Bọn đấy nó rủ nhau đi đông nhỉ, mẹ đi lưu diễn mà đi cả ben vậy, dã man. Nó đi nguyên một đàn luôn, mình bảo là bọn này đi lưu diễn cái gì không biết, đúng không? Ok, em chào chị Quy nhé. À. Anh thật gửi khoa chưa? Anh thật gửi khoa chưa kìa? Ơi Gửi khoa cho chị Navi chưa em gửi chiều nay rồi, em gửi chiều nay rồi, em quên, tại chiều giờ lu bu của em quên, em chưa nhắn tin cho chị. Sáng mai là chị nhận được đó, đang là sáng chị mai mới nó gọi điện cho chị em. đang là chị mới chân chút xíu mà chị sao bị chửi ấy. Mà anh bỏ cái tật mai mốt anh tật mà anh vô bình luận anh giới cái kiểu mà tay vịn tay ơi đi nhá. Thì anh vừa là nghe khó đỡ lắm rồi đấy. Không phải, nhưng mà người yêu mày nó nhạy cảm quá. Anh làm em ba đứng hình luôn, đang live stream. Live stream thật tính mình đã nóng chớ, máu mình đã nóng chớ. Chụp hình nguyên nguyên một cái đoạn anh bình luận ở trên cái tường ấy, em chưa kịp trả lời, em chưa kịp like cái bình luận của anh luôn, em chưa kịp vô anh giỡn luôn, anh thấy không? Là bạn là đã vô chụp hình được là đã đưa lên gửi qua cho em rồi, là ghê thiệt, Khổ, là yêu khổ. yêu 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 lắm đấy, mà kiểu là yêu lắm đấy. Bầu mà em xem cái bọn nó chụp hình chưa, bọn thằng thằng kim cương, thằng bán kim cương xỉ và lẻ này, kim cương mà nó xỉ và lẻ này, anh vẫn buồn cười cái thằng đấy. Kim cương mà nó xỉ và lẻ được là hơi bị kinh đấy. Của kênh Thịnh chặn bình luận không em,
Dạ không phải đâu, em vừa mới lên đấy, không có chặn, em chẳng chặn ai luôn, em không chặn Alo ai luôn. nha, anh chị Đỗ Nguyên hiện tại anh mới lên, với lại lâu anh không like á, cái được tương tác nó bị giảm ngay, cân nó nếu mà 3 4 ngày mà không like là tự nhiên cái cân nó bị mất đề xuất ngay à. Đúng rồi. Mọi người thấy cái gì nhỉ, thấy cái vụ vụ bọn nó đi không? Em có biết cái vụ mà bà Tám bà ấy đăng mà kiểu qua cầu rút ván rồi ăn chặn rồi ăn giật cái mối hàng gì của con vua đâu, Không, em lo đâu. hello anh chị Thanh Nguyên. Em biết biết em đây này, cái vụ này này anh hỏi thằng cái vụ mà bà ấy đăng đây này, cái vụ mà đang bức xúc khi mà xem tối qua 40 tuổi mà không ngờ bị nó bán trà bông, mua trà bông 1,1 triệu rồi bán có 950 ấy. Em chưa nghe đấy, em chưa không nghe qua đây, em không có, em đang để ý cái vụ kia, em đang theo dõi cái vụ vụ của chị Trang Virus. Trang Virus bây Thế giờ cũng đang, anh không xem. qua này chắc anh bạn đang không để ý, nhưng mà Trang Virus bây giờ đang là bom rất nổ, coi như là giống như là quả bom nổ trọng, nó ảnh hưởng đến đến một tập đoàn luôn. Nếu như mà quả bom này mà nổ nhá, em bảo đảm với anh luôn là cái sự việc này nó băn chẳng hết. Thì cái anh nói rồi mà, ở cái sự việc này khi mà nó diễn ra rồi, khi mà một chỉ cần bọn nó mà ở trong cái team bọn nó vì 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 yêu thương mà đến, đúng không? Mà chỉ cần hất cẳng một hai đứa ra là kiểu gì bọn nó cũng bung bét ra ngay, kiểu gì cũng bung bét hết. Vì cái chị này á, nếu thật sự nhá, nếu thật sự thì quay xe hẳn 100%, em ủng hộ chị ngay đây ra luôn. Nhưng Đúng mà rồi. chị chưa quay xe hẳn, chí đang là nhấp, chí kiểu là chí đánh cái đòn là nhấp nhử, coi là ý tụi mày bây giờ kiểu như là chị vừa rồi chí lên 2 cái like 3 cái like để chí giằng mặt, là giằng mặt Quất Què đó đó, Đúng rồi. là kiểu như là ông Quất Què này á, anh cứ để ý ký, ông chỉ là một con chốt của cái đám kia thôi. Tại vì dù sao nữa ông cũng là cái người, nãy em cũng đã chia sẻ lên stream của em rồi, là có nghĩa ông là một cái người mà cái đám kia nó biết được là ông đi theo cậu nhiều năm, ông sẽ có cái lời nói của ông sẽ có trọng lượng để mà thu hút được khán giả, để mà đem lòng tin đến khán giả, thì ông chỉ là một con chốt thôi. Chứ thật sự ra ngay từ ban đầu ấy, ông không có tên trong danh sách một cái nhóm để mà lập lên cái câu chuyện này. Vì cái chính cái ngày mà đi ăn ấy, là Vũ Lương là người ngồi xin lỗi ông trực tiếp trước mặt mọi người, là vì ngày 20 tháng 5 là ông Vũ Lương nắm tay con Vơn đi lên trên Hoa Viên ấy, là không có thông qua ông, là quên mất đi là còn 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 ông. Đâm ra là xin lỗi mọi người trước mặt luôn. Thì sau khi như vậy rồi thì phải đưa ông vào, tại vì dù sao ông là người lớn. Đưa ông vào thì bây giờ là những cái gì mà em truyền tải trước đây bây giờ nó đang là đúng. Là vì sao? Vì con Trang và bà Trang bả vừa lên cái live bả nói á, là ông này nói thẳng với Trang Virus luôn là ông không muốn dính dáng vào pháp lý. Được Trang Virus mời đến căn nhà số 5 để mà ngồi cùng với luật sư này kia để mà tính toán, để mà coi như là thu thập các chứng cứ về Phúng Điếu, nhưng mà ông nói thẳng luôn là ông sẽ không đến, là vì ông không muốn dính dáng pháp lý. Mà nếu bây giờ mà không muốn dính pháp lý là ông không có thể nào, không đừng có nói không dính được, khi cái câu chuyện mà nó đã bùng ra rồi là trước sau thì ông có phải được gọi tên thôi, là cái điều đương nhiên Đúng thôi. rồi. Ông này bây giờ ông ấy thấy một ngày ông ấy chửi biết bao nhiêu tút rồi. Ngày nào cũng chửi, ngày nào cũng lên. Là ông không muốn dính dáng vô thế này kia mà ông ai ông cũng chửi, suốt ngày Đúng ông cũng ai chửi. chửi người ta, ông chửi tới lui, ông bảo là con tụi nó độc ác rồi thế này thế kia, mỉa mai hết người này kia, đã không dính vô là ngay từ đầu đừng dính đấy. Đúng rồi. Mình phải lớn rồi, mình phải nói một là một, hai là hai. Một đằng cái tâm mình thì không muốn dính vô pháp lý, mà cái miệng thì cứ đi mỉa mai người này người kia đấy. Hello chị Hệ Thật nha. Em chào chị Huyền Thạch nhé, em chào Huyền Trang, Đoàn Thị Huyền Trang nhé. Cái vụ cái đợt trước khi mà ông này ông cùng vào team ấy thì bị bọn này nó chửi một lần rồi. Cái đợt đó là chửi nhau tùm lum lôi cả ông ấy vào mà. Sau cái vụ ông ấy lên tiếng đại loại là lâu lắm rồi, là không 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 nhớ rõ là cái vụ đấy là gì, nhưng mà cái con vua ơn đấy, con Lon đấy là nó chửi ông một lần rồi. Đợt đấy là chửi ai? Chửi ông đấy này, chửi ông Quách Què này,
chửi Kim Tử Jun này đó, cười chửi hai đấy, cái bắt đầu là hai này quay vào là kiểu là quay vào tim đấy này nọ, rồi khen lại, rồi làm đủ mọi trò, rồi lên tiếng này nọ để ủng hộ con đó. Thì đó, thì cái vấn đề ở đây là em nói cho anh nghe, em nhắc là nếu mà anh nhắc đến Kim Tử Lã, Kim Tử Lã em nói đến anh nghe rồi, tại vì cái vấn đề này ngay chính cái ngày mà giáp năm của chú em đã nghe trực tiếp, không chỉ riêng em nghe mà chị Navi Vlog, cái người đang ngồi trong livestream của mình là người có mặt tại cái bàn mà ngồi ăn ở tại căn nhà của cô Kim Thoa vào ngày giáp năm của chú năm, thì được nghe một chú nghệ sĩ kể lại rằng là sau khi mà chú ấy lên trên hoa viên, chú ấy kể ra cái sự việc là chú nói ra cái con này là không phải là con ruột thế này kia đấy, là chú ấy cũng bị tấn công. Nhưng mà sau buổi tối hôm đấy vào lúc 10 giờ đêm ấy, thì là cuộc điện thoại của Kim Tử Lá điện đến cho chú ấy, nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, là bảo với chú ấy là sao ăn lì thế. Em đây em thật em biết nhá, cái đây đây là đây là không phải là lời em bịa, mà đây là hỏi chị Navi Vlog và những người có mặt tại em đấy. Chú ấy kể rằng là Kim Tử Lá nói là ủa sao ăn lì đấy, ăn ghen hơn em ở đấy, em cũng biết sự nhưng mà em không dám nói, tấn công quá. Thì cái chứng minh là tấn công là gì, là khi mà trên đường live, trên đường về anh ông livestream, ông kể về Mã Tư Xuân Yến, thì về kể về một câu chuyện là Mã Tư Xuân Yến là nhập viện như vậy, bệnh bận như vậy, thì trong cái lúc nguy kịch nhất coi như là còn nước còn tát, thì bắt đầu là bị cái coi như là những cái người u mê ấy, tấn công ông, là nói là đang mỉa mai, đang mỉa mai là cái câu chuyện của con vô ơn, bắt Đúng đầu rồi. là gây áp lực cho đến nỗi mà vai trò của ông là một người chú mà cuối cùng phải phục Vâng tùng luôn. tận nơi để mà xin lỗi, Đúng mà rồi. nói gì mà ông phải xin lỗi. Đúng Em hỏi rồi. anh trường hợp là cái gì xin lỗi, mà cuối cùng ra là gì, do áp lực dư luận, áp lực của cộng đồng mạng. Cái Nếu như đợt đấy thì ông đi đến đâu là ông sẽ bị tẩy chay đến đấy. Đâm ra cái sự việc mà để đến ngày hôm nay á, theo em được biết, theo quan điểm em nhìn nhận á, là không phải là tất cả các cô chú nghệ sĩ không muốn lên tiếng, mà vì chén cơm, vì manh áo, vì công việc họ không có muốn dính dáng vào, đó là sự thật thế thôi. đúng Thế rồi, thì cái đợt đợt đó đấy chửi ông, nói chung là cái nguyên cái trang Facebook của ông là bị tấn công, anh nói thật nha, vào xem chửi từ đầu đến cuối không khác gì cái đợt mà chửi con chị ba, con chị ba mới là con chửi bị chửi dã man nhất, vì khi mà lên lên Hoa Viên nó tuyên bố là gì, nó không phe một ai hết, nó là phe của cố nghệ sĩ đấy, ngay cả ông anh hai ông cũng bảo là gì, không biết bây giờ là con chị ba đấy là nó như thế nào, nó về phe ai, ngay cả ông anh hai ông cũng bảo như vậy đó, ngay rồi mới ngay xảy ra cái vụ riêng đấy. trong cái đoạn ghi âm, trong cái đoạn là Vũ Lương có nói thẳng luôn là bảo là lúc đấy khi mà nắm tay con vơ này lên trên hoa viên đấy, là thật sự là không biết cái con bình đựng tinh này nó đang phe ai, vì Đúng nó không? nói là nó không phe ai hết, nó phe là nó fan, là fan của Vũ Linh, thì lúc đấy là cái niềm tin tưởng của Vũ Lương dành cho nó là không có đấy. Cũng giống như là cái nhân vật quát què, là mới đầu Vũ Lương đừng có nói là không biết, biết nhưng mà kiểu là muốn ăn dày, muốn ăn một mình, anh hiểu không, muốn muốn bao trọn gói nhưng mà không được, ăn một mình như thế là dễ bị sảy, hiểu không, cho nên nó buộc phải gom tập trung lực lượng vào. Thì cái oai hùng nhất của anh ấy, ở trong cái câu chuyện này là anh là người lựa chọn những con người để đem vào cái câu chuyện drama này. Thì cái anh mà bán hột xoàn, bán kim cương đấy, ăn 2 giờ sáng đấy, là bạn là được người gửi vô Đúng đấy, rồi. vô với câu chuyện là gì, hỗ trợ bán hàng online, tặng cho con vợ ơn cái máy in đơn, nhớ không, mọi người nhớ không, anh Đúng bước rồi. vào đấy là anh tặng cho con vợ ơn cái máy in đơn đấy, nó mới xảy ra, nó mới từ 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 từ, từ, từ nó đến ngày hôm nay. Và tự nhiên sau khi mà những cái màn ca hát của anh, rồi anh giới thiệu anh là đệ tử của nghệ sĩ này nghệ sĩ kia, rồi anh đi hát, anh cứ anh đi show, anh đi đến đây này, anh khoe là nghệ sĩ Nguyễn Kha là thầy của anh rồi này kia đó, thì bây giờ tự nhiên tự lành cũng thành nghệ sĩ luôn. Đúng Thật rồi, sự bây giờ các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi ấy,
Anh có biết được rằng các con chú ngồi giữ mình mà con chú nói nào không? Chú nói thật với con nhé. Bây giờ cái từ nghệ sĩ nó bị đánh đồng là do cái lớp trẻ. Chứ hồi mà của các chú, các cô ấy mà được mà gọi một tiếng nghệ sĩ ấy, nó vinh hạnh cực kỳ. Tại vì khi mà được gắn một cái từ sĩ ở đằng sau ấy, thì mấy cô mấy chú nói cũng đúng. Tại sao là bác sĩ nè, thạc sĩ nè, y sĩ nè, rồi nhiều cái từ sĩ đằng sau, tiến sĩ nè, là họ phải trải qua quá trình học luyện, cống hiến thì họ mới gắn được cái mác đó. Còn đây bây giờ chỉ cần biết ca, biết hát, biết lên anh phải buồn cười là cái gì, cái thằng bán hút xoàng, bán kim cương xỉ và lẻ đấy, thì thực chất nó cũng biết ca đấy, nó cũng biết ca về cái thể loại dân ca và nhạc cổ truyền đấy, nhưng mà nó như kiểu mình xem mình bị phản cảm ấy. Một thằng nghệ sĩ đúng không, hát nhạc dân ca và nhạc cổ truyền đi đấy, cho nó dễ đấy, xăm kín hết xong rồi lại còn nó như kiểu là một thằng bóng chẳng ra bóng mà bang chẳng ra bang ấy. Trời ơi, mát, anh nói thật, anh cười nhá, mỗi lần nó lên hát mà mình bị nhợn ấy, mỗi lần nó hát là mình bị nhợn. Đúng không? Nói ra chứ giống như cái câu chuyện, thấy không, nó trả lời với con vô ơn, nó trả lời với báo chí á, là nó sẽ không dấn thân vào showbiz, nó sẽ không đúng làm rồi. Mà cuối cùng câu trước vừa nói xong là hôm sau đi đóng phim, nói xong là ra MV đấy. Thấy có buồn cười không? Rồi từ những cái câu chuyện nhỏ nhoi là vào từ ngày ba con mất, là con nghe nhiều người nói là gắn cái mác là con là con nuôi, rồi trả lời báo chí á, là lúc năm con 15 tuổi, con nghe nhiều người nói con là con nuôi của Vũ Linh, con chạy về con hỏi ba con nuôi của ba. Con là hai đen của ba, ôi trời ơi, con chết rồi đấy, mà con chết tùm lum tùm la vào miệng của ông, thật sự ông chắc ông bẻ họng mày hết, không có đứa nào mà sống sót được với ông đâu em á, thật đúng rồi. Đợt trước có một anh nhắn tin cho anh. Đấy, anh ấy kể hết về con này. Đấy, kể có nghĩa là không sót một cái gì hết, từ vụ ăn cắp ăn trộm rồi đợt trước là như thế nào, trai gái như thế nào, kể hết. Có nghĩa là không, cái con này đúng là vì sao 14 tuổi nó đã giật mồng rồi. Đúng không? Nó giật đùng đùng nữa rồi. Nó có bầu từ năm 14 tuổi, là cái lúc đấy mình cầm tay con gái còn chưa dám cầm ấy, một cái thời 9x nhá, thời đời 9x đời đầu nhá, là cầm vào tay còn đang giật đùng đùng ấy, chứ đừng bảo là có bầu được. Cái thời của em với anh ấy, em ấy này, là ông bà già hay hù câu gì anh biết không? Sợ tay có bầu, môn có bầu nha. Em thề với anh luôn, nắm tay thời đấy mà bảo là lúc đấy, nói chung là lúc đấy mà đi mặc nắm, tuy nhiên mà vô tình mà chạm vào tay của đứa con gái thôi là người nó rợn, nó kiểu mà, nó chạy điện đấy, điện nó chạy, đừng có nói đến hôn, thì hôn thì đố dám mà bảo dám hôn rồi. Hôn là có bầu đấy, sợ mà mỗi lần mình làm cái gì mà vô tình mà đang đứng xếp hàng ha, hay là đi đâu mà vô tình mà chạm được vào cơ thể của người phụ nữ, u rồi như rồi ôi nó tê, xếp hàng còn phải cầm qua cái que đấy, cầm qua cái cây. Lúc đấy anh nào ấy nói thật, cái này không nói bậy. Cái này em nói tất cả con chú chị ở trên livestream của đường live của hai anh em em nhá. Cái này em không nói bậy. Mà lúc đấy anh nào mà mặc quần xì sớm rồi ấy, mặc quần lót sớm rồi đấy. Anh nào mà không mặc quần lót em thề luôn, lo chạy trốn chết. nhiều khi làm gì phải thật, mình cũng vậy. Nhiều khi là bạn nó rủ ra ngoài sân trường chơi. Hôm nay thằng này nó cứ ngồi ở trong lớp làm gì? Có đứng ra đứng dài đâu? Bên lắm, cái tuổi đấy nó bên rất là nhanh. Cho nên ông nào mà có mặc quần lót rồi ấy, thì ông đi đỡ, mà ông nào mà chưa mặc một cái nhá, em nói được. Chỉ có cớ mà ngồi xuống con hỏi sao đau bụng quá để mà để ra hồi đấy còn thanh niên mà mới nhú mà. Ô nó bên nó
không bên kiểu mà như bây giờ đâu, nó bên lẹ cực kỳ luôn, là kiểu đang tập thể dục đi là ngồi xuống ngay, hỏi thầy hỏi sao đau bụng quá đợi nó hạ cái cần bên xuống rồi đầu mới đứng lên được, chứ còn không là đau bụng, thấy em đau bụng quá. Thì đấy mà nghĩ sao cái tầm 14 tuổi nó chỉ học lớp học sinh lớp 8 thôi đúng không? Học sinh lớp 8 thôi, cái lúc đấy anh nói thật còn phải đi ra ngoài mua cái kẹo mút mà 500.000 còn 500 đồng còn 2 chiếc, mà chia nhau mút lấy mút để, một đám một mút lấy mút để thôi, chứ đừng bảo là mẹ có bầu được mới giỏi, thời đấy có bầu được mới giỏi. Mà lúc đấy nhá, hồi đấy làm gì mà hồi đấy đi học mà con gái đâu phải như bây giờ, đấy toàn mặc áo lá không ấy, chú ôi tếu mà ngồi nghịch nữa, nghịch nhiều đứa nghịch và khỏi chê luôn tếu. Thì đấy mới bảo là con này nó làm sao nó bôi cho chất cháu mặt cha nó từ từ cái lúc đó rồi đúng không, đến bây giờ là bao nhiêu năm, cho là 20 năm đi, nó 38 tuổi thì cho 25 năm đi đấy, có phải là bôi cho chất cháu vào mặt ông 20 mấy năm, mà ông là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ quá lớn, mà ông ấy lại là cái người mà rất là biết giữ thể diện, nhưng mà con này nó bôi như vậy thì thể diện ở đâu ra nữa mà giữ đúng không? Thì bây giờ em chỉ nói anh đơn giản này này, anh cứ thử nghĩ đi, mình là phận con cái có bao giờ, em nói thật nhất, bố mẹ mình chỉ cùng lắm là đi nói lại với cô chú anh chị dòng trong gia đình thôi, thí dụ như nói mình không nghe buồn quá thì đi xuống gia đình em út của mình chơi, em của ba mình hay là em của mẹ mình á, thì bảo chứ chờ thật chứ anh chị khổ với nó quá, giờ nói nó không nghe, dạy nó để giết không được, giờ mang tai mang tiếng. Mà chú đằng này nhá, chú điện thoại cho một người ở nước ngoài, tại sao chú không nói chuyện với cô, với người em, những người em của mình, chia sẻ những cái nỗi buồn đấy với người em của mình, là tại vì những người em của mình quá hiểu rồi, quá hiểu người con của mình, tại vì sống chung có như gần hết là sống chung. Nhưng mà chú đây chú tâm sự là chú ức chế, là vì cái này 3 lần 7 lượt là lấy tiền rồi làm cho chú buồn, bỏ nhà đi bụi thế này thế kia. Cái câu chuyện đi bụi là có thật, nhưng mà qua cái miệng của ông Ngân Nứng á, qua cái miệng của ông Ngân Nứng là một cái câu chuyện là đi bụi mà chú phải bỏ ăn bỏ uống thức đêm thức hôm để đi tìm khắp nơi ở cái đất Sài Thành, là qua cái miệng của Ngân Nứng, chứ lúc đấy chú không quan tâm đi đâu đi. Đúng rồi đấy, nhưng mà đây anh thấy có những cái câu chuyện nó qua miệng những con người, bắt đầu tự nhiên thành sự thật luôn. Tếu thật sự là rất là tếu, nghe đi nghĩ lại, mà nói thật ra anh Huỳnh Nhật Huy anh không có ngại anh nhắc tên đâu đấy, anh kể anh là người em nói nhé, hỏi sang 2 giờ sáng đấy. Sang 2 giờ sáng mình đâu có nói đúng tên, sang 2 giờ sáng anh 2 giờ sáng đấy, hỏi anh biết rành lắm. Trước khi xảy ra cái vụ việc một tuần á, ít nhất là phải ở trên nhà anh Huỳnh Nhật Huy mấy ngày, là đang muốn anh Huỳnh Nhật Huy coi như là thu âm này kia, miễn phí đấy, 20 triệu chưa, nghe kể vụ 20 triệu chưa đấy, em biết anh luôn, em thề từ giờ đến sau không bao giờ em đi thu phòng thu khác ngoài cái phòng thu của anh. Đặt niềm tin cho anh Huỳnh Nhật Huy đến nỗi mà hello chị Thủy nhá, đặt niềm tin cho anh Huy đến nỗi mà chuyển khoản ban trước 20 triệu để đặt cọc luôn, mà khi vừa xảy ra cái vụ việc xong là bị lôi kéo vào cái drama này, là coi như là lôi anh Huỳnh Nhật Huy theo bên anh Huỳnh không theo là coi như là khứa tự bỏ 20 triệu luôn. Tự nhiên anh Huỳnh Nhật Huy có 20 chai xài chơi rồi. Nó bị ngu đấy, bây giờ kể ra là bị ngu đấy, nhưng mà không có ai kể. Đáng nhẽ là ví dụ anh ấy kể ra nó không phải bêu không, đúng không? Ông ơi, không thèm kể. Tự nhiên 20 triệu chơi kệ mày. Tại mày tự mày chuyển, đâu có mày chuyển đâu. Tao đâu mượn mày chuyển đâu. Anh em kết nghĩa nhá. Anh em cắt máu ăn thề nhá. Ôi trời ơi. Đấy, cứ lôi kéo người này người kia, ai cũng muốn lôi kéo, nhưng mà cuối cùng là những cái người chân chính người ta đâu có theo. Đúng rồi. Bảo sao nhá, chắc năm giám nhất không hề có một cái người nghệ sĩ nào đến, toàn cái bọn nghệ sĩ dở đến. Ủa, ông ấy là một nghệ sĩ ưu tú đúng không? Đúng rồi. Nghệ sĩ ưu tú đúng không?
cái lúc mà ông ấy qua đời, thấy không, bao nhiêu cây số người, toàn nghệ sĩ hết, toàn nghệ sĩ lớn lên hết, nhưng mà đến khi giáp năm mà không có ai đến thắp hương, đúng không, người ta sợ. Quá sợ. Vì họ biết hết rồi, và vì người ta đúng biết không? Được cái, và chính là chính cái câu chuyện là ngày giáp năm ở tại cái căn nhà số 5 đấy, không còn người ruột thịt của chú, không đúng còn rồi. Em ruột thịt, người thân gia đình của chú thì họ đến đâu còn ý nghĩa gì, đúng mà rồi. Làm sao cái ngày giáp năm cái ông thầy tụng kinh ông lại không gọi tên chú mà ông gọi tên mình cả. Toàn chú tên là võ Văn Ngoan, thầy là võ Nguyễn Văn Ngoan, thì là không phải là chú năm đâu, đúng em rồi gọi, ông hàng xóm chắc luôn. Ông khiến ông kêu đừng có gọi tên tao ở đây, là đủ yêu cơ mà không có em ruột thịt của tao đi về nhà, không hề có ruột thịt, không có, nói như thế là không đúng, có hai đứa. Còn hai đứa, nhưng mà một đứa thì là bất hiếu, còn một đứa là cái thằng mặt mụn thì bây giờ phải gọi là gì? Thấy bảo nhá, anh nghe đồn cái thằng mặt mụn ấy thì là bây giờ là đang là bồ cái thằng cá cảnh à? Ờ. anh nghe anh giật mình, vì sao? Hôm đấy đang livestream, có chị gì bảo là anh đang livestream anh nói về thằng cá cảnh, thì tự nhiên là có chị nào chị vào bảo là thằng cá cảnh đang bồ thằng mặt mụn đấy. Thì okay. Mình bảo nhưng mà chẳng qua nó không quan trọng, đâm đa mình không làm thôi, nó không. Cái thằng đấy là nó chửi tùm lum đấy, chửi cả ông luật sư đấy, cay. Giống như nói gì cái thằng cá cảnh đây, nó kêu là nó cùng với con vô ơn đi qua Úc để mà tham dự lưu diễn ấy, nó có đi đâu. Nó nói vào 1 tháng 4 là cái ngày cá tháng 4 ngày nó đốc, nó láo đấy. Rồi bây giờ chứ làm gì mà được đi? Làm gì ai cho đi? Mày là cái gì? Mày chỉ trời ơi. Nó đang hất ra không được mà, bọn kia đang hất ra không được mà. Thằng ôi cái thằng, nếu mà anh chị Thái Lê mà nói tên đấy thôi quá hảo luôn. Đấy là nó nghèo. Cái thằng đấy là cái thằng ba phải nhất. Thật sự luôn. Em nói thật, khi mà tự nhiên nữa, đây là em không có hỏi nhá. Mà cô Sáu Hồng Nhung á, cô bảo là cô nói thật với con nhá. Chưa một lần qua lại với gia đình luôn. À. Một lần qua lại thân cũng không thân luôn. Thân cũng không thân mà chú ghét lắm. Chú Năm chú ghét cực kỳ. Cái tội biết tội gì không? Cái tội đi nói xấu em út của chú Năm. À. Nói xấu biết, cái trung tâm Thúy Nga đó, cái trung tâm Thúy Nga ngày xưa là có làm với thằng này. Mấy kiểu là cũng đi diễn với mấy người sĩ hài được vài lần đấy. Ui trời, hoành tráng lắm. Quay lắm, có thể là tự nhiên đang nghệ sĩ ngon lành. Chú còn sống mà đi lưu diễn ở nước ngoài ấy, anh biết là nó hay nói ai không? Nó hay nói xấu ai? Nó nói xấu bố của Tí Chuột. Mà bố Tí là coi như là coi như là một đàn em thân tín của chú. Mỗi lần đi về là cái thằng hề hết thời Lê Tín này, gan ăn tức ở với lại ông bố của thằng Tí Chuột. Nói xấu bố Tí Chuột bị chú Linh phát hiện, chú Linh ghét lắm. Chào chó thì đấy, chào chó cả cái đội nghệ sĩ hài này, ca sĩ diễn viên, có nghĩa là nghệ sĩ ở hải ngoại đấy, ghét như chó luôn. Thật sự anh tìm hiểu ra mới biết không ai ưa một tí nào. Nếu mà ưa ấy thì ông này ông đã rất là nổi tiếng rồi, vì ngày xưa đã được đi diễn ở Thúy Nga mà, trung tâm Thúy Nga mà, không phải đâu cả. Phải lỗi từ lúc đấy, tại vì trung tâm Thúy Nga đâu phải là nghệ sĩ nào cũng được đứng trên sân khấu trung quân nghe đâu, nói thẳng là như thế. Thì đó, nhưng mà vào được một hình như là một hai vở diễn xong rồi nghe đồn là kiểu là cũng kiểu gan ăn tức ở, xong rồi nói liên tha liên thuyên đi buôn thế này buôn thế kia, xong rồi người ta ghét á, người ta ghét xong người ta loại luôn đấy. Là cái ở bên Mỹ cắt nửa vòng trái đất rồi, xong cái tự nhiên cái rồi chẳng có liên quan đến gia đình. Từ đầu, từ lúc mà chú mất ở đây kia, đi phúng điếu đi có năm xị, cũng lên khoe là mình đi năm xị, rồi các kiểu là điều xong bước vô nhà ta, xong nói xấu cho người ta, mà trong đó chẳng có qua lại, chẳng biết gì hết. Đến chú ghét, chú kêu thằng này nó chuyên gia đi, nó ghen ăn tất cả đi, nói xấu người này kia không à. Thì đó.
Nhưng mà bữa nay lại bữa này lòng hoàng lại nói xấu lại rồi. Anh Ê, mình bữa xong nhờ cái đám này giống như bây giờ anh em mình nhá, anh em mình trước đây là ủng hộ con Bộ ơn đúng không, mới là ủng hộ tụi nó đúng không, cái tự nhiên anh em mình nhận, tự nhiên là anh em mình tỉnh táo thì nhận ra được con đường sai trái, mình quay đầu quay đấy, đầu sớm cái sai trái mà sao em không hiểu, có những cái con người nó bất chấp đến nỗi mà cái tình người cái tình thân mà nó cũng bất chấp để mà nó làm, nó nói được, nó bịa ra được cũng hay, mà nhất là những cái con người, có cái con người là cái thằng hề lê tin này này, nó đang sống ở cái đất nước Mỹ mà đất nước là đất nước văn minh đấy đấy, mà nó lại làm các cái trò ối rồi ôi thật, mà bản thân của mình ấy thì là bản thân thất nghiệp ăn trợ cấp nhà nước đấy, đi bị ra đi lái Uber đi lái Uber cũng ế nữa cơ, đi thì lái đấy Uber, người ta ghét, người ta còn không book mà. Thì thế mới bảo là ông này, ông là cái thằng này là nó bị ghét từ trong trứng rồi, bắt đầu vào sâu biết một cái là đã tinh tướng rồi, đã oai phong tao thế này tao thế kia rồi, thế là bị tẩy chay luôn, mà từ bị tẩy chay từ cái đợt đó mấy chục đấy. Năm rồi À, đấy chú Thành kìa, chú Thành chú đang bên Mỹ kìa, chửi ông dữ lắm mà ngon, có ngon qua kiếm ông thử cái coi. Em chào chị chào chút nhé. Nè sao đó. Đấy ông Thành ông qua tới Mỹ rồi đấy, đi kiếm ông đi. Ôi đời, bây giờ đang còn lo cho thân mình không được. Thấy hôm nọ là thằng Cá Cảnh à, thằng Cá Cảnh nó nói là thằng cha già đấy là bắt đầu là quay xe, không ăn uống được gì nữa là bắt đầu là quay xe rồi, là chửi lại bọn đấy rồi. Thế bây giờ là chỉ còn làm gì còn YouTube, bọn YouTube bênh vực nữa đâu. Bữa nay là YouTube nó khiếp, nó lượn hết rồi. Vì sao nó biết là hình như là biết là ăn đơn rồi. Còn YouTube đấy biết là ăn đơn rồi hay sao ấy? Có đơn rồi ấy. Bây giờ còn mỗi ai, còn mỗi cái thằng Tâm thì nó bây giờ nó cũng chẳng thèm nói, nó toàn đi chia sẻ lại của mấy cái quách què này rồi mấy cái vớ vẩn. Thằng Tâm đấy là, thực chất thằng Tâm đấy nó chỉ đưa tin thôi. Đấy, nó lại không nhảy vào drama. Nó chỉ là cái thằng đưa chuyên đưa tin thôi. Đấy, thì, cứ khóc một cái là lên. À, chị đây chút em cập nhật cái thông tin mà chị vừa nói cho chị nghe để chị dễ hiểu. Có nghĩa là chị Trang virus này là chị chưa hẳn là quay xe đâu nhá chị nhá. Đúng rồi. Chị là có những phát súng đầu tiên để mà nhấp nhử coi là chúng nó muốn cái gì. Vì chị biết tại sao? Vì chị Trang virus này là một tay mặt truyền thông được nà ní chọn lựa ngay từ đầu. Ngay từ đầu mà lúc mà cái drama nó mới nhú lên á, là chị Trang này là được nà ní chọn là cắn tay mặt để làm truyền thông. Đâm ra anh biết rồi, anh em mình làm tin tức thì anh biết rồi, mỗi khi mà có một cái tin gì mà được á là mình hay chụp màn hình. Đúng rồi. Chụp màn hình hay lưu lại để làm gì? Để mình làm tin. Mà mai mốt mày dở quẻ với tao hả? Đập. Mày dở quẻ, đập. Còn nếu mà không dở quẻ thì thôi, coi như là xóa đi, coi như không có chuyện gì. Còn dở quẻ hả? Đập. Dở quẻ. Đập. Thì đấy, đợt anh livestream lúc nào cũng phải nhắc đến gì, khi mà bọn này nó đã dở quẻ với nhau rồi, khi nó đã không được cái lợi ích gì rồi là y như rằng nó sẽ quay xe. Mà phải nói là gì, cái con búm búm ấy với cái thằng mí mí ấy, là hai cái đứa đấy nó sẽ quay xe một cách cực kỳ nhiệt tình. Hai đứa đấy nó quay tít luôn. Em nói riêng ai quay xe cũng được đón nhận. Ừ. Riêng các kênh YouTube, kênh nào quay xe cũng được khán giả đón nhận. Nhưng riêng hai đứa đó quay xe không ai đón nhận luôn. Không ai đón nhận luôn. Bây giờ hai đứa nó chỉ có chui xuống lỗ cống. Không bao giờ sống ở cái xã hội đâu. Anh cứ nghĩ đi, thay vì nó không dòng máu ruột thịt ấy, nó làm như thế không sao. Ừ. Mà nó đạp dòng máu, nó đạp đổ đi cái bàn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng nó, mà nó theo một cái đám không dòng không máu để đi xúc phạm, đưa cha đưa mẹ lên không gian mạng để chà đạp, thì anh nghĩ coi. Ừ. Anh tin tưởng tụi nó để cho nó cái đất sống đó. Chửi cô chửi chú, đây chửi cô chửi chú, xong đứa thì chửi cha đấy, bất hiếu bất nghĩa. Cái người mà ví dụ cô Sáu và chú Bảy đi, cô Sáu chú Bảy nhá, là ngày trước là anh có được nghe lại là gì, chú Sáu à, cô Sáu và chú Bảy là người cơm nước này rồi đón học đi học, đón đi, đưa đi đón về các thứ, nhất là cái con vô đó, đưa đi đón về, đưa đi học mà bằng chiếc xe đạp. Từ ngày xưa cho nó đi học là phải đạp xe đạp chứ đâu phải là có xe máy đâu mà đi đó.
Bây giờ đó, nó lên nó chửi, bắt đầu nó kéo con ông bảy vào nó chửi. À, cho con nó chửi cha nó để làm gì? Chỉ vì một cái lời hứa cho nhà, cho xe, đúng Rồi. không? Dạ đúng Cho rồi, nhà, cho xe. chị đây chút, nó đúng rồi đó, có nghĩa là chị Trang này chị đang nổ những cái phát súng đầu tiên để nhấp thử coi là cái đám vô ơn này này là chúng mày muốn cái gì. Bây giờ nó bắn được một hai nhát rồi, nếu mà còn chống nó, còn kiểu mà hất nó ra ngoài nữa, nó bung một cái một, chị yên chút cái yên tâm ấy, yên tâm đi, cân nào em không tin, chứ riêng cân chị Trang một khi mà trái bom của chị ấy mà nổ ra một cái một là chết sạch. Đúng rồi, đã bảo rồi, ai chứ truyền thông này nó có con dao hai lưỡi mà. Cái những cái tin mà chị Trang làm nhá, hello chị Dung Mỹ, cái Chào chị tích Phương Mỹ nhé. những cái tin của chị Trang làm, từ cái tin mà đưa ông bà nội này kia là một tay của nàng ý gợi ý đấy. Đúng rồi, nó còn đưa tin mà, đưa tin này, đưa video này, Rồi rồi rồi, đưa những cái video trích xuất camera này, đưa hết mà. tất cả camera, trích xuất camera ghi âm gì đều là một tay con nàng ý Đúng đưa rồi. đấy. Cho nên Chứ mà Trang mà buồn một cái, đừng để Trang buồn, cái mặt bình thường của Trang khó chịu rồi mà chọc vào đúng cọng lét của Trang nữa thì Trang không cười nổi đâu. Trang đánh xì hơi một cái một là cả bầy chết đấy. đúng Cho nên rồi, đúng rồi. Thì bây giờ nhá, em biết cái vụ mà thằng 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 nhóc con út của nó không? Bảo là nó chơi game xong nó gửi video thế này ra ngoài, video thế kia đó. đúng đúng đúng, Má nó mình bảo 5 tuổi muốn gửi một cái video ra ngoài không biết bao nhiêu thao tác mới xong, người lớn chứ chắc đã gửi được ra ngoài. Đây biết hết, đưa cho thuyền rồng hết. lôi kéo thằng con út của con vơn vào để làm cái bia Gì đấy, đó? bia để nó ấy thôi, chứ thật sự ra thằng thằng đấy làm sao mà nó biết nó gửi ba cái vơn vào. Cái gì đấy? Con nó còn lôi vào để dẫn dắt dư luận, để là biết bọn này nó khốn nạn thế nào, đúng không? Rất là khốn nạn. Biết cái vụ Bi Thái Tử đúng không? Bi Thái Tử bảo là gì? Ông ấy cũng có tiếng nói, đúng không? Cũng dân nghịch ngợm mà, cũng có tiếng nói một tí. Đưa tin cho, đưa video cho, bảo là mày chửi đi rồi mày nói này thì nó đi. Thấy chưa? Đến lúc mà đi. Hay mượn coi như là tụi nó chơi cái trò ném đá trong tay không ăn, tụi nó đâu Đúng dám ra. rồi. Nó đấy, chính chính ông Bi Thái Tử là cái người nói cho chị Tám Vlog biết là này, cái tin mà của chú Bảy á, về cái tin mà chú Bảy là mượn cái gì, mà tin nhắn là mượn tiền cái gì, xin 200 đô gì đó của một cái người nào, của con bé nào đó, là ai ai đưa? Linh chuột đưa, thằng tí chuột nó đưa tin, nó đưa cái hình đấy cho Bi Thái Tử làm tin, phủ nhận biết được là tụi này nó lợi dụng mình để mà mượn tay để giết người. Thì đó. Ra cái sự việc mà Phương bà hoa hậu ấy, bà bị từ từ á, ai chửi á, đang nói ai chửi nhau ấy, tự nhiên nó cứ ngứa mũi, nó khó chịu hết gì. Cái kiểu xảy ra cái chuyện của chị hoa hậu á, là biết không, xảy ra cái là anh Bi anh đâu có theo đám kia được, Rồi. tại vì Bi ấy, ông Bi thì ông nhìn từ phía ngoài, ông nhìn vô là thấy bà này bà tốt, nhưng mà đâu có biết được cái nội bộ của trong của chúng nó là bàn bạc như thế nào. Và ngay cả cái câu chuyện đi mượn đồ trả đồ là có thật, tin em đi, anh nghĩ đi, một con người xa lạ bình thường bảo cho một cái dây chuyền 1 tỷ, anh tin không? Đối với em không bao giờ em tin. Một cái cắt bia trá hình, thật sự là bia trá hình, đánh bóng tên tuổi bằng cái cách là đi mượn đồ, mướn đồ. Bây giờ thời buổi bây giờ không phải như thời buổi xưa. Bây giờ thí dụ như bây giờ em cưới vợ, cưới chồng cho con em đi, mà em không có tài sản, em không có tiền, em không mua vàng, em ra em mướn. Em mướn xong hết ngày cưới xong thì mình bàn bạc với con mình trước, bây giờ ba mẹ không có tiền có của gì đâu con. Bây giờ cưới con, nếu mà con đồng ý thì ấy, nhưng mà ba mẹ đi thuê cho con có sáng mặt sáng mày tí thôi. Thì xong cái ngày đám cưới xong lột vàng ra, đem ra tiệm vàng trả, rồi thuê 2 ngày thì trả 2 ngày, rồi lấy Đúng tiền cọc không? xong huê cũng vậy thôi. Giờ thời buổi đây, thời buổi 5.0 rồi. Vàng còn mua được bằng mấy chục nghìn một 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 lần mà. Đúng không? Bây giờ là những cái vụ đó là nó dần dần nó bung bét ra hết. Ngay cả còn nếu mà để bà Trang Vina bà mà bung ra ấy, anh nói thật với em á, nó tè le tét lét luôn. Vì lần trước Luôn anh đã nói rồi. thối lắm thật. Em nói riêng quả bom nào mà nó không nó nổ em không tin nhá, là không thối nhá, riêng quả bom bà Trang mà nổ một cái một em
thề với anh luôn, nó thối. Loại đấy mà nó bới ra là biết rồi đấy, đúng không? Loại đấy mà nó bới một phát ra là... Em tin chắc một điều là bà Trang bán nắm được tẩy cho nó. Đúng rồi. Đợt trước đó, thấy không? Xoa dịu ngay. Cái con nàng ý biết phát là nó biết bà Trang là bà chuẩn bị quay một cái là lên lên bài xoa dịu ngay, thế là bắt đầu lại chìm dần chìm xuống. Đấy, nhưng bây giờ là gì? Cả bà Trang lẫn thằng Thám Tử đều đều quay rồi, đều ngược lại rồi. Đấy, hơn tả hơn cả tình thâm đấy chứ phải tình thân đấy, hơn cả tình thâm đấy chứ phải tình thân. Đấy, chắc là nó viết lộn. Đấy, nói chứ mình nói ra những cái sự việc, cứ cô chú chị cứ cứ ngồi, tất cả cô chú chị cứ ngồi bình tâm kết lại những ai còn đang u mê ấy. Tụi em không không cần thiết các anh các chị phải tin tụi em liền, nhưng mà chỉ cần các anh chị ngồi bình tâm lại, gắn kết những cái câu chuyện từ ngày 20 tháng 5, em không cần ngày 5 tháng 3 đâu, từ ngày 20 tháng 5 đổ về đây thôi, gắn kết lại những cái lời nói của nó đến hiện tại bây giờ nó có trùng khớp hay không, nó sẽ ra câu chuyện. Đúng rồi, thì đã nói rồi, đã nói biết bao nhiêu buổi livestream, bao nhiêu cái video nó là từ từ hắn cũng bị ủng hộ, hoặc là cứ ngồi đấy mà xem đi, từ từ hắn ủng hộ, đừng có vác tiền cho nó. Nói hết nước hết cái rồi, ngay cả bà già 60-70 tuổi Không dắt dám khi con đi mua hàng hóa bắt đầu là ủng hộ. em anh em mình không khi dễ các cô các chú, Ừ. nhiều tiền hay ít tiền, em khẳng định là nhiều lúc cô, những cái người mà đang cho tiền nó chưa chắc gì giàu bằng nó đâu, nói thật. Làm sao mà giàu được, bây giờ nó phải gọi là đứng top rồi, nó đứng top ở thành phố rồi. Điểm hiện tại bây giờ chưa chắc thì ai giàu bằng nó đâu, Đúng nó rồi, cứ bảo cho 500 1 triệu đối với nó bây giờ là không ý nghĩa đâu, thật. nó con đấy là ngay cả cái đoạn mà vứt hoa ngày giáp năm đó, bao nhiêu người chửi cái đợt đó, nó mất đi một lượng fan cực kỳ lớn. Vì sao? Không những anh em YouTube nói nhé, mà còn cả truyền thông đưa tin nữa, bao nhiêu cái tờ báo lớn đưa tin về cái vụ việc quăng hoa ngay sau cái ngày giáp năm đó, ngay cái ngày hôm đấy. Đúng đúng là cái, người ta nói là gì, cực kỳ ức chế của những cái người mà đã mang hoa đến tặng, à, quên nhầm, đã mang hoa đến viếng, đã mang hoa Đã. đến viếng thì biết bao nhiêu người, ai mà mang quả mang trái cây mang tiền đến thì nó trân trọng, nó để lại. Còn những cái giỏ hoa như thế một ngày thì làm sao mà đã hư, đúng không? Nó bảo là chật quá, nhà chật quá, nó rụng, nó mang nó vứt sổ rác luôn. Ôi trời ơi, mình bảo thôi chịu con này rồi. Ngay cả cái có một hôm đấy nó đốt vàng mã, nó đốt vàng mã cho chú nhá, là nó không có thùng, không có chậu gì hết đấy, nó mang mẹ ra ngay cái cống, ngay cái nắp cống ấy, thì có một người, cái một cô khán giả, cô ấy bảo là chắc là ở đấy xem thôi, bảo là, con ơi sao lại đốt vàng mã cho ba mà để ở trên cái mặt cống như vậy, nó thúi lắm đấy. Ngay cả người người ta đi qua người ta cũng phải nói như vậy. Con này nó không hiểu, có nghĩa là không hiểu là nó ngu thật hay nó ngu trả vờ nữa. Ngu thật, Ok, cái này nó phải nói là nó ngu thật, chào nó chỉ chị giỏi là Yến nha, chào anh Tịch Béo. nó giỏi là vấn đề nó chửi cha chửi chú chửi Đúng cô thôi, rồi, chứ còn về cái hành vi đối xử đối nhân xử thế là nó ngu thật. Nếu mà nó không ngu ấy, thì nó sẽ không có hành động nó đem hoa của khán giả đi ra ngoài trước, nó thừa biết, nó thừa, em nói một con người bình thường thôi, mình phải thừa biết là trước nhà mình là hàng chục cái máy quay, mà lỡ lòng nào mình đem khoa của khán giả mình ra ngoài đó mình mang ra mất luôn. Đúng, mình bảo con này chịu mẹ cái này thôi, là nó ngu không ngu, ngu. mà thấy mà còn để cho quay tự nhiên nó cũng không. Thôi đừng có đăng lên nhá, tại vì Đứng lên lên. đừng đừng đăng lên mất công, người ta nói đâu có để đăng tự nhiên luôn. Thì tụi nó là chuyên gia có cái màn là gì, lấy câu chuyện sau đắp cho câu chuyện trước. Đó. Màn đấy gọi là cái chiêu chiêu trò của nó đấy, cứ mà đang mà gặp cái sự cố gì cái đầu đó nó tự tạo lên cái làn sóng để nó lấp lư luận, để nó lấp đi cái chuyện trước đây. Khá lắm, Em nghe biết cái cái vụ mua mua thứ hai mới đâu? anh nghe cái này chưa, anh nghe cái này chưa, bà Đâu? Trang bây giờ em phải công nhận là bà nói hay nhá, không đùa đâu, nghe cái này chưa. Bảo vệ điều đúng, bảo vệ lên tiếng những cái điều mà phi lý vô lý, chứ không phải á là sống ấp ơ sống bẩn thỉu sống khốn nạn mà người ta vẫn hùa theo. Không có, còn bán hai cái không gian mạng tôi giả thư á, hữu xạ thì tự nhiên hương,
Đúng rồi. Cái việc mà mở quá nhiều cái gian hàng, mở có nhiều mặt hàng thì chắc chắn mua tới tất như ban đầu thì nằm mơ. Em chỉ kết đúng cái câu đấy thôi. Đúng rồi. Em không cần hết nhưng mà em kết đúng cái câu đấy thôi. Em chào chị Nguyệt nhé. Ra quá nhiều gian hàng mà đòi mà được số lượng mà như ban đầu ấy, thì có nằm mơ. Đúng rồi. Nó không biết trân trọng. Thứ nhất là nó không biết trân trọng những cái người mà nó ủng hộ nó. Nó không biết trân trọng. Bây giờ mình bán được một đơn thì mình cũng quý đúng không? Đây nó bán nhiều đơn quá là bắt đầu nó ở đằng nào cũng thế. Bây giờ bản thân em bước vào con đường bán vé online này. Em cũng được cô chú anh chị ủng hộ lắm. Nhưng mà anh biết không, 2-3 ngày nay khi mà sự việc nó úp chừng em không có một đơn nào em đi. Mà buồn thốn ra. Có một nó đi hàng chục, hàng trăm đơn. Mà nó còn than, suốt ngày nó than rồi kia rồi em không biết là bao giờ mới giàu. Những cái đơn đầu tiên một ngày nó đi cả ngàn đơn. Chứ không ít đâu anh, đùa. Thì đúng rồi, cái đợt mà nó bán cái đợt đấy mà tập trung cả con Mã Lai nhá với bà Hoa hậu qua nhá, là đợt đấy công bố là bán nguyên một đêm đấy 7 tỷ tiền hàng, là em biết giá men như thế nào. Nguyên một cái tháng đó là nó bán tới 30 mấy tỷ tiền hàng một tháng, cái tháng đầu tiên ấy. Kinh khủng chưa? Tháng đầu tiên thì tổng số lượng mà để mà doanh thu ấy nó khoảng lên tới 7-8 tỷ là có. Đấy là tin dã man. Quá dã man, con nghe luôn chứ đừng có dã man. Nó không biết trân trọng cái người mà những cái người cô chú và các anh chị người ta ủng hộ, hiểu không? Nếu như mà nó biết ấy thì ví dụ như một cái sản phẩm nó bán nó ăn ít thôi. Đù má nó ăn, trời ơi, anh tra cái anh tra được cái mã hàng nó mua nhá, cái nơi nó mua nhá. Nó mua một nó bán toàn 5, bán toàn 10 không? Ok rồi. Tra được mà. Anh tra được luôn à? Em muốn mua cái gì em lên thị trường sỉ.com. Muốn mua gì trên đó đều có hết. Tất cả từ nó bán là lạp xưởng nhá, dầu gió từ Mỹ nhá, rồi mấy cái loại mà kem đánh răng ấy. Biết dầu gió của Mỹ nó nhập vào bao nhiêu không? Nhập vào có 18.000 thôi. À, đủ. Mà nó bán 280, quên, 280 là thằng cá cảnh bán 280, còn nó bán là 190 hay là 220 ấy. Là cái lọ đấy là em biết nó nhân lên bao nhiêu lần? Nó nhân lên khoảng 100 lần không? Dã man chưa? Nếu mà đâu nhân 10 lần lên nó bán toàn lạp xưởng nhá, cái lạp xưởng trứng muối của nó bán nhá, biết là nhập vào bao nhiêu tiền không? Nhập có 100 mấy chục ngàn thôi mà nó bán 400 mấy chục ngàn một ký. Thì em biết cái lượng nó bán kinh khủng nào, ngay cả một cái đơn giản nhất là cái rong biển đấy, cái rong biển nhá, nó mua cực kỳ rẻ. Anh lên anh tra hết những cái sản phẩm của nó bán nhá, rong biển kẹp hạt nhá, nó nhập vào bao nhiêu? Nó nhập vào 101 thôi mà nó bán 370 một ký, là biết lời cỡ nào. Dám ăn chưa? Toàn bộ những cái sản phẩm của nó ấy, là không bao giờ có nguồn gốc xuất xứ, không bao giờ có luôn, không bao giờ có tem mác luôn. Đấy, những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm gia công. Những cái sản phẩm gia công ấy, thường thường nhá, em muốn mua một ký khô bò chẳng hạn đúng không? Thì em mua của bọn nó bảo là chỉ có để túi zip thôi. Để túi zip cho em thôi, không có về. Nhưng mà những cái sản phẩm khô bò của nó bán này là khô bò thực chất là nó cũng không có ảnh hưởng sức khỏe mấy đâu. Vì là cái khô bò đấy là khô bò, là thịt bò nhập từ nước ngoài đông lạnh về để cho cái bọn xưởng gia công nó gia công. Đấy, nhưng mà biết ra không, nó nhập về có 200 mấy chục ngàn một ký, 200 mấy chục ngàn một ký bò khô, mà nó bán lên 500-600 ngàn một ký thì lời như thế nào? Đúng rồi, đúng không? Thật sự đã, em nói thật với cô chú chị nha, em không giấu giếm gì đâu anh, thật anh là dân buôn bán biết. Em bán hàng tại vì nhiều lúc em bao ship bao đồ, anh biết rồi đúng không? Anh em mình bao ship bao đồ hết một cái đơn hàng lời được có mấy chục ngàn. Đúng rồi, mấy chục ngàn tuyên bố luôn. Đơn em hàng là... lời bao nhiêu tuyên bố cho mọi người biết luôn. Phải trừ chi phí là tiền mà vận chuyển hàng của em lên, em phải trả tiền ship này. Đúng rồi. Câu em đi lấy hàng này, rồi tiền ship đi này,
chẳng qua tụi em lợi là tụi em làm ăn á, tụi em có được những cái má giảm hàng, giảm ship á, nó rẻ. Chứ còn em nói thật với cô chú chị á, bảo mà kiếm một cái món hàng mà lời 150 được á, chặt cái đầu. Thì đấy, mình không dám, như anh cũng bảo đấy, không dám bán đắt luôn, mà không, có nghĩa là kể cả cái sản phẩm đó thực chất nếu mà bán đắt lên mọi người vẫn mua, người ta yêu quý mình người ta vẫn mua, nhưng đâu có dám bắt bán đắt lên đâu. Ngay cả mật ong cũng vậy, anh bán mật ong anh tuyên bố luôn, anh lời có cái 50.000 60.000 có, tuyên bố thẳng luôn cho khán giả đỡ bơ ngỡ để họ đi so cái giá luôn. Có đúng không, như thằng này nói có đúng không, thì họ sẽ phải xem xét là xong rồi. Thằng này đúng rồi, nó bán như thế là đúng rồi, cái giá của cái sản phẩm của thằng này nó bán là chuẩn. Nhưng mà không, con vua anh nói thật với em á, em mà anh sẽ dạy cho cách tra cái sản phẩm, tra cái sản phẩm một phát thôi là ra hết những cái sản phẩm của nó bán. Kem đánh răng nhá, cái đơn giản nhất là cái kem đánh răng, cái kem đánh răng của nó nhập vào có 20 mấy nghìn, thì 30 mấy nghìn đó, đã 38 ngàn một tít, một tít kem đánh răng mà fresh đấy. Em không cần phải đi đâu ấy, em không cần đi đâu nhá, em chỉ cần lấy cái hình đó, lấy cái tên sản phẩm đó lên Shopee thôi, đơn giản nhất là lên Shopee thôi, là một cái sàn thương mại thôi chứ không phải là sàn sỉ nhá. Em tra ra xem bán rẻ túi có 40.000 với 30.000 với 50.000 một cái thôi mà nó bán 280. Nó bảo nó nhập từ Mỹ về, còn kia nó bảo là Mỹ Tho, những cái thằng làm sỉ đó bảo Mỹ Tho anh ạ, làm gì có sỉ gì. Nếu mà bán kiểu đấy thì coi như là thôi rồi luôn. Em nói thật, chiếc kiện drama này mà kéo 10 năm á, em nói thật với cô chú thì luôn, nó thành tỷ phú. Thì đấy, Drama này mà kéo thế dài nó thành tỷ phú. Bán mà lời kiểu đó, đấy còn còn thế gì. em thấy à, con cái con Mã Lai à, nó đi mây về đó, nó đi Hà Nội rồi nó đi Trung Quốc, em biết đến Trung Quốc để làm gì, đi Đài Loan để làm gì, nó đi nhập hàng những cái hàng mỹ phẩm nhá, hay là những cái hàng mà dầu gió nhá, thì đều ở đấy nó gia công hết chuẩn 1.000, chuẩn 100% luôn, ngay cả cái mã vạch về chất không ra luôn. Nhưng bọn anh làm hàng Quảng Châu nhá, quần áo nhá, quần áo Quảng Châu của bọn anh nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn, em muốn nhập kiểu gì cũng có. Hàng nhìn ví dụ như cái ví da cá sấu nhá, nó dập ví da cá sấu y chang luôn, không khác gì hết, y chang luôn, bán cực kỳ rẻ, có 40 mấy 50 nghìn một cái túi cái ví da của bọn nó thôi. Đó, giống y chang luôn, không thể nào phát hiện ra là ví da nhân tạo hay là ví da 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 cá sấu thật. Riêng bọn Quảng Châu, bọn Trung Quốc nó làm Em biết rồi, cái ra đấy thì hết có nghe em đó. biết. Bọn đấy nó đi đâu, nó kéo dài cái drama ra, cứ một ngày nó kiếm được bao nhiêu tiền, cứ một ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Cái gì mà con khổ lắm, con thế này con thế kia, làm ba cái shop, Đó, khổ mà làm ba ba cái cái shop, một cái công ty. rồi một công ty ba cái shop, ôi rồi Ơn khổ anh. lắm, em nó khổ lắm. Em thấy em phải em thấy nó ơn anh thật. Ba cái Thì số. đấy, Ôi trời ơn anh quá. nếu mà làm, nếu anh nói thật với em nhé, mình chẳng cần nhiều, nếu mà bán như nó mình chẳng cần nhiều, một ngày bán hai đơn, một ngày bán hai đơn thôi. Nếu mà một ngày mà nếu mà lời mà kiểu được như nó nhá, em thật với anh thôi, một ngày em chỉ cần hai đơn hàng, mà hai đơn hàng mà cô chú chị đặt mỗi đơn mấy món thôi. Trời ơi. Trời, giống như anh mình muốn mua ô tô ấy, cần phải đi tìm xe mua ô tô ấy. Này, Như lên YouTube à? Làm từ thiện hết, đây, lương YouTube làm có nhiều tiền đâu. Em lương em anh ấy, em chụp hình cho anh coi đấy, tháng em làm có 2 3 triệu chứ mấy, 2 triệu rưỡi bạn ấy, nói khàn cổ họng ra, một ngày like bố hai like muốn like hai cho cứ 2 tiếng đi, nói khàn nước miếng ra nó cứ vàng tiền riết, có được áo đâu, rồi tháng nào 110 mấy đô không à, làm mình đâu có cần, mình đâu quan trọng. Nếu mà mình quan trọng đồng tiền thì mình phải cẩn thận trong lời nói để khỏi bị vàng tiền, đúng không? đúng rồi. Mình đâu. Đây, tháng này em biết bao nhiêu, được bao nhiêu không? Tháng này anh được, bây giờ đến bây giờ là được 50 đô, đâu được lĩnh đâu, phải để tháng sau gom vào mới đủ 100 đô mới được lĩnh. Có 100 nạn chưa, 100 đô mới được hai hơn 2 triệu. tháng vừa rồi là em được tháng vừa rồi là em được 124 đô À, là thấy đến ngày like 2 quá, sẽ like mà. 122 có 124 đô à, mà ngày hôm nay em chưa được đô, tháng chưa, tính là tháng này chưa được đô nào à. Đâu nào. Thấy
cái này mới có 0,71 đô mà hôm nay mùng mấy rồi? Mùng 4 rồi. Mùng 4, mùng 3 rồi. Này em cho không có giấu đâu. Này coi đi. Đâu giấu đâu. Đấy, tháng trước đúng không? Tháng 4, thu nhập tháng 4 mới 0,71 đô. Cứ làm thì anh cũng bảo rồi. Bọn đấy là gì? Bọn mấy cái thằng kia trước khi nó live stream nó cũng bọn nàng thám tử này, cái thằng cái cảnh nó bảo bọn này nó câu view câu like, mẹ cha nó câu view câu like, kể mà câu view câu like mà được tháng chục triệu ấy, hai chục triệu đi, câu ngay đúng không? Má đây đi live stream ngồi nói chuyện mẹ luôn, tháng được mười mấy đô, sâu tiền lên nhá. Anh sâu tiền lên cái đợt đợt mới live stream mình sâu tiền lên, lên cho chị Huệ Thạch. Nhớ cái đợt chị Huệ Thạch cho anh tiền không? Bảo đéo gì mà làm YouTube được có mười mấy đô chứ ăn cái gì vậy em? Thế là bà cho anh tiền. Cái đợt đấy em nhớ là cứ cho em nhắn tin cho anh, em bảo là em anh ơi em được 5 đô này thì lính thế nào, nhớ không? Nhớ cái vụ em được chị donate cho 5 đô không? Đấy. Cái đợt đấy là chị donate hay donate là đợt đấy mình bảo một ngày mà trước đây một ngày đâu có được nổi đô đâu, tự nhiên chị donate cho nguyên cái buổi livestream nó chỉ donate cho 15 đô. Ui rồi sướng, ngày nào mà cũng như này là có động lực làm đúng không, sướng, tháng cũng được 200 đô sướng đấy. Thế là có cái động lực ngồi livestream ở đây, livestream miết cho nên chị miết, thế là cứ thi thoảng chị lại tặng cho 5 đô. Sướng. Vẫn theo có thiện nhé. Ok chị nhà Siri không? Dạ em chào chị nhà Siri nhé. Em bình thường lắm, em bình tĩnh lắm, tâm em tĩnh lắm, có như tâm của ai kia mà nốn náo lại, tâm em tĩnh lắm. Mỗi một tội là em hay bột chộp chứ thôi, mỗi tội mà ai mà chửi cha mắng mẹ em hay bột chộp lắm, chứ còn tâm em tĩnh lắm, em ngoan lắm, em hiền. Gì đâu. Khổ. Cả nếp cả cổ bằng nó bán có một đơn. Làm cả ngày, bên làm cả tháng bằng nó bán một đơn. Nghe nghĩ nó cay đúng không? Mình ăn thật cay cực kỳ, nhưng mà nó kể nó bán cái sản phẩm. Bây giờ nó ngát nghe cái chỗ này nè, làm truyền thông nó ác nghe chỗ này nè. Bây giờ mà anh em mình ngồi mà than như vậy á thì mai kênh kia nó ghét á, nó bảo là hai thằng này đang ngồi than khóc với khán giả. Xin thế. Để mà xin thương hại, để mà xin tiền khán giả. Đấy. Cái kiểu nó vậy cơ. Mà không xô ra thì nhiều người lại bảo ơ view thằng này nó cao. Cao xong rồi nhiều tiền. Là chắc thằng này tháng nó phải kiếm được vài chục triệu. Ở đâu ra? Cô chôn chị nghĩ đi cướp. Thì đấy chỉ điên cướp thôi. Em nhớ cái vụ mà thằng thám tử nó sâu anh ra rồi sâu em ra không? Đi mua, có mua cái điện thoại trả góp thôi. Mà than rùm beng lên bao nhiêu kênh nó bảo thằng này. À, người nước ngoài về cho tiền nó để nó mua điện thoại để nó chửi bên con Vôn, mà em được đồng nào đâu, đi trả góp chết mẹ luôn. À, bị tội phản động đúng không? Mà anh nghĩ nó cay chứ. Em nói thật, bây giờ em nói thật với cô chú chị nhá, giờ bảo giờ thôi mày, bây giờ nói thật anh em có nói thật thôi, sống mình nói trong thật, bây giờ bảo trước gửi cho thằng cây điện thoại iPhone 15 hoặc là tặng cho thằng iPhone 15 chửi bất chấp cho chị cho chú ngày chửi ngày like ba like luôn, ngày 4-5 like luôn, không cần quan tâm đến YouTube luôn. Đấy thì chửi bất chấp cũng bất chấp đấy, nói liên thuyên cả ngày đấy, má xem sâu cái doanh thu ra má nhìn thấy bản rất chịu được. Đấy lâu sau tại vì mình không muốn đưa lên thì tụi nó lại bảo làm anh tình này kia, thật sự là em á, em với anh thì em không biết, tại vì đôi lúc còn cái riêng tư nữa mình không biết, nhưng mà với bản thân em á, em cũng được sự yêu thương của cô chú chị rất nhiều nên em cũng đỡ đi một phần nào. Cô chú chị hàng tháng cũng hỗ trợ cho mình cái tiền cho con ăn học này, mình cũng đỡ đi phần nào đấy, mấy cái tháng đầu á, với lại dạo này em bán hàng rồi cũng đỡ đấy, còn những cái lúc đầu á thì được cô chú chị hỗ trợ, lúc mà chưa kiếm tiền với lại mới bật kiếm tiền ấy, nó còn đang khổ đang còn ấy á. Thì cái đấy là mình phải ghi nhận thôi. Mà, trời ơi, nó đem lên nó nói hai mấy anh em mình là nhận tiền của Việt Cộng rồi Việt Tân thì đấy, ba cổ đây nó thật, có mỗi thế thôi, có mỗi đăng tiền có nghĩa là đăng lên để cảm ơn thôi, nó cúc vào nó lấy ra nó chửi. Nói thật ra, nói thật cho mấy người mà kêu anh em tụi tôi nhận tiền Việt Tân này,
nếu mà nhận tiền Việt Tân á là phải nhận hàng chục hàng ngàn đô la. Đúng rồi, nhận 100-200 đô Việt Tân nào trả cho anh em 100-200 đô. Việt Tân bèo quá đúng không? Việt Tân như vậy, Việt Tân bèo quá. Mà Việt, nếu mà đã nhận tiền của Việt Tân ấy là phải nhận từ hàng chục ngàn đô la, chứ còn 10 đô, 20 ngàn đô hay là 100 ngàn đô thì bảo tiền Việt Tân gửi về cho chúng mày sống, để chúng mày này kia, mày nhận 100 đô thì làm cái gì? Đúng rồi, nghĩ nó cay chứ gì mà cũng bịa ra được đi phản động nữa, thật sự. Mà trong cái đợt nó bây sao bây giờ này không thấy thằng nào nó bịa để ra để cho mình nổi tiếng lên tí. Bản thân của mình bây giờ nói thật này, hỏi thật này, bản thân của mình làm truyền thông có chắc chắn là chưa bao giờ nhận tiền của các cô chú anh chị yêu thương mình không? Nói thật người đi, ta quý người ta cho thôi mà cũng đưa lên rồi lấy ra để chửi tiền với móc tiền nhiều hơn anh em tụi tao nữa. Thật, anh em tụi tao là chỉ có mới nhú thôi. Tụi mày là bên cạo gỗ trong nghề, đôi lúc tụi mày còn luồn lắt được, tụi mày còn nhận nhiều hơn nữa cơ. Mà kêu thằng cá cảnh đó, thằng cá cảnh bị phanh phui đó. Xin khóc lúc mà bị kiện, xin khóc đó, xin tiền người này người kia đó. Nói xong còn thằng thì là lợi dụng vào tình yêu thương của mọi người lướng 300 triệu để đi mua xe hơi. Trời tân thôi. Nói dám đổ xe, kêu gọi mượn tiền, hỏi mượn bảo là mượn sẽ trả, hiểu không? Lấy ba chị đấy đi đổ xe hơi, ui rồi bị bể ra, bắt đầu bị đòi tiền, sẽ trả, có trả đâu? Mặt trai như mặt dài vậy đấy. Cái thằng cá cảnh với là cái thằng mấy bữa nay, cái thằng cá cảnh với là cái thằng đội anh thật này. Còn kia nó hát hủi như kiểu là gặp bệnh hủi hết. Ông rồi đang sao để tối nó bị chửi là Việt Tân luôn, nó khóc hù hù kìa. Trước giờ nó chưa bị ai chửi nên nó tức. Em chịu chết thôi, bữa giờ bỏ em rồi. Hôm nay là em thấy bỏ em rồi, không có thấy vô cân của em rồi. Theo thằng nào rồi đấy. Phản em là vậy đấy. Phản em là như thế đấy, chị nhà sẽ đi khỏi gần ấy. đang là hạnh phúc trong một cái ngôi nhà tự nhiên bỏ đi mất tiêu, giờ bị chửi sao em đỡ được, mấy can đỡ lắm, bản thân em cứu em chưa xong để em cứu ai đi. Cái bọn này nó đi diễn 2 tuần, không biết nó diễn gì ở Úc 2 tuần. Trời ơi, nói anh ấy, bây giờ thật sự đang là nhìn á, bây giờ cô chú anh chị cứ nhìn vào đi, đây là một sự dàn có sự sắp đặt chứ còn không ai ủng hộ đâu. Thật thế, ôi ôi, các cô chú ở bên Úc là yêu quý lắm, được đúng ba bà già ra. Anh nói thật, lúc đấy chẳng lẽ anh, lúc đấy anh đang làm đã mệt thì chớ mà xem cái clip của thằng nào, của thằng bán kim cương. Bảo vui cô chú ở bên bên Úc yêu quý già, đón hùng hậu lắm. Mà đếm được đúng 4 bà già thế chứ. Thế là cái buồn cười. Mà cười chảy nước mắt luôn đấy. Làm truyền thông. Thấy là chim không? Đi qua đây là chim liên tục. Chim liên tục một ngày là mấy like. Diễn một ra đây qua ai để ý đâu. Qua đây qua để ý đâu. Nếu mà nó mà là người nổi tiếng, nó mà người được người biết đến nhá, ngồi trong quán ăn đấy, anh cứ tin đi, nó ngồi nó live stream mà phải biết bao nhiêu người đến xin chụp hình này kia thì mới là người ta chú ý. Còn đi vô ngồi ăn cả buổi chẳng thấy ai làm chú ý, toàn chúng nó tự nói chuyện với nhau không. Trời ơi, nổi tiếng dữ chưa hả? À, nổi tiếng dữ chưa? Trời ơi, đi đến quán ăn mà đúng ngồi im, chỉ có mấy đứa tự live stream với nhau luôn, không có một ai đến. Không có một ai đến để tiếp, mà ngay cả cái chụp hình còn phải gọi mãi nhân viên nó mới ra nó chụp hình hộ. Có biết tiếng đâu. Không, giờ đi đâu rồi nó sợ. Người Việt, cộng đồng người Việt người ta sợ. Chính vô đám này không biết sống nổi không. Đấy, đi 2 tuần không biết nó sống nổi không. Đây này, đi ăn là chỉ có ai? Chỉ có đúng 4 cái bà già ra đón là rủ nhau đi ăn, là mấy bà này dắt đi ăn thôi. Mấy bà dắt đi ăn thôi. Ở trên cái clip của thằng bán xỉ lẻ kim cương đấy, có đúng 4 cái bà ra đón thì 4 cái bà đấy dắt đi ăn,
dắt cả đám đi ăn thì được, phải là bể to bốn bà đấy về con cháu không chửi cho mới là lạ. Đồng má dẫn một đàn này đi ăn mà biết cái bên đấy là đi ăn mà nhiều cái này là mất mất 1.000 là thôi ăn cứt luôn. Cái đám này mà nó bào, một khi nó bào tận xương đồn tỷ luôn đấy. Trời ơi, bỏ nó bị rồi đấy. Bào, đến nó ăn cũng bỏ xương. Ông nào? Anh quên tên cái ông về mà bị ăn một bữa 15 triệu là ông nào? Có, 15 thì 21, 21 củ, 22. 21 củ đấy. Không có đâu. Em đi đâu? Hôm đấy là em lên em đi ăn chứ đâu. Về thăm làm một phát, người ta về rồi thì mời người ta, không cần sang trọng đúng không, làm triệu một mâm như anh em mình đi, thùng bia với vài đĩa mồi. Kể cho anh nghe thì á, là em với anh ấy nói chuyện với nhau trước rồi, vân vân, là anh bảo là thôi anh về đợt này thôi, tiện để lên chơi luôn thì em mới đi lên. Thì em đã hẹn với anh trước, đầu tiên là em hẹn với anh xong rồi em mới nhắn tin cho con nàng ý là em bảo chị ơi ngày mai anh Quốc Võ về thì anh cũng kêu em lên chơi rồi gặp anh luôn, tiện gặp anh luôn này kia, có gì mai chị cho em xin chụp tấm hình nhé, có sao mình nói vậy đâu gì đâu ngại kia. Kêu em là vậy hả, thì chiều mai lên đi được rồi, rồi chị đón. Cái em lên xong rồi cái thì là sau này em mới biết câu chuyện, là có nghĩa là anh Quốc Võ anh chỉ nói với con nàng ý á là anh về khi mà phát quà phát đồ xong là mời em và gia đình bé Long đó, là anh vẫn dùng từ bé Hồng Long nhá, là đi ăn. Thì đây người ta dùng cái từ gia đình thì mình cũng phải nói chung chứ, nói thì Việt Kiều chứ, mà tiền bạc người ta cũng phải làm đổ môi công sức ra chứ đâu phải ngồi ăn không đâu. Nên mình đừng có ỷ y vào, đừng có bảo là tiền người ta nhiều này kia. Mời từ gia đình thì mình cứ đi tế như là hai vợ chồng với lại mấy đứa con đi thì nó là cùng lắm thì có thêm cái hai nhân vật là hai đứa cháu kia là coi như là được rồi đúng không. Đếm trên đầu ngón tay dư luôn. chưa kể là mũ lươn này, bắt què này, bình đựng tinh này đấy, chưa kể đấy là một gia đình không á, gia đình mà đi không á, là đếm trên đầu tay dư, không đủ đếm, đầu tay đếm. Một lần một không thấy tăm hơi anh đâu luôn, mất luôn, mất cái kiểu, ấu rồi ôi này, em bảo quái đàn, ông anh của mình, ông Quốc Võ ông về với cái tâm thế là, ông thứ nhất là ông gửi cái tiền của cái chị kia, chỉ gửi về một tiền để mà cho anh em youtuber bánh trung thu nhá. Rồi thứ hai là ông cũng có cuộc gặp gỡ để mời đi ăn nhé, mà về bơ ông như là cục nói thẳng ra không phải nói bậy, như cục cứt trôi sông ấy. Ông ngồi dưới này, ông ngồi với em hai anh em cứ ngồi nhìn nhau vậy nè, mình thì mình biết ông mệt, mà bây giờ thật sự đây em chẳng biết hỏi gì ngoài câu anh bay có mệt không, anh bay bao nhiêu tiếng rồi, anh có mệt không, rồi bây giờ anh về khách sạn rồi bao giờ anh bay ra Phan Thiết, bao giờ anh đi Phan Thiết, tại vì mấy ngày tới anh đi Phan Thiết mình biết, nhưng mà hỏi đi hỏi lại đàn ông với nhau thì hỏi đi hỏi lại cũng nhiều thấy. Mà anh biết không, ở trên đầu trên kia ấy, thì con nè, có YouTube mà, lúc đấy có YouTube mà, mấy căn mà, thì là máy thì cứ chỉ bắt đầu ở trên đầu trên kia là nà ní, bình tinh, rồi vô ơn, với lại 2 giờ sáng là ngồi tụng vào kể nói xấu gia đình cô Sáu. Còn ở dưới này là Vũ Lươn với lại Quát Què ngồi kể về câu chuyện của chú Năm. Ông cũng có thì ông ngồi bên cạnh Quát Què, rồi với đến Đinh Hoàng Nhân thì ông Đinh Hoàng Nhân thì ông ngồi ông đặt cái máy thì sao ông quay live stream, thì cứ coi mở lại cái live stream của ông Đinh Hoàng Nhân là sẽ biết được lời em nói là sự thật. Bơ ông Quốc Võ không thèm hỏi thăm ông một câu nào luôn. Anh ơi anh ăn cái gì, anh uống cái gì, rồi anh bay về có mệt không, anh uống có được không, quán này anh có ngon không anh, hay là anh dùng cái gì. Em thề với cô chú anh chị nhé, nếu mà có một câu hỏi của bất kể một đứa nào nhé, ra đường xe cán chết. Anh ngồi bên quê mà cái kiểu mà anh sượng á, anh đâu có nghĩ là ủa sao mình uống giờ, thật chứ mình đọc cái tâm lý của anh luôn á. Ê sao tụi mất tao, dù gì tao cũng là một thằng đạo diễn, một thằng nhạc sĩ từ bên Mỹ về, mà sao tự nhiên giờ tụi nó coi mình như cục kích trôi trôi xong đấy, tụi tế đó.
là anh ngồi này nháy mắt của anh. Đầu là hai anh em đi ra tính tiền. Hai anh em đi ra tính tiền là âm thầm đi ra tính tiền nhá. Tính tiền xong rồi cái con này nó biết rồi nhưng mà nó cố tình nó lơ, hiểu không? Tính tiền xong rồi đâu. Nó nhảy ra. Anh về à? Anh về à? Vậy thôi anh về nghỉ ngơi đi. Rồi có gì anh ra Phan Thiết đi tụi em ra. Ôi rồi ôi ra thật. anh cũng mất, anh cũng mất vốn nữa. Quả đấy hai gần 22 củ, gần 22 củ mà là anh đã về anh ở mức rồi, anh đã không nói gì rồi, anh bỏ qua rồi, tại vì đối với anh thì không có là cái gì cả thật sự. Nhưng mà cái cách đối nhân xử thế của chúng nó quá là tồi với anh đi. Anh không nghĩ là anh về anh bị một cục lơ như thế, hiểu không? Anh ngủ đâu, anh tối nên anh cũng khó ngủ. Thứ nhất là sai múi giờ, thứ hai là cứ ấm ức cái chuyện là thì cứ ức tự nhiên tự làm ngồi để cho nó làm cái bình phong cái này kia cái kiểu vậy. Nó ngày kia còn lại kia các kiểu. Cái đầu đi ra Phan Thiết, em kể một cái Phan Thiết với vui. Đi ra Phan Thiết nha, tưởng đâu đi có mấy người, cũng kéo ra bằng đấy người. Ôi trời ơi, vừa ra Phan Thiết ông Quốc Võ nhìn một cái một ông sợ liền luôn. Ông đọc thần chú luôn nè. Ông đập thành chú, ông cũng lẩm bẩm mà bây giờ mà ra nhà hàng nữa nó làm cho phát hai mấy củ nữa. Nhưng mà ở Sài Gòn nó còn đỡ, mà ra Phan Thiết mà ăn là thấy cảnh luôn ấy, chứ không phải là 20 đâu. Bẩm ông lẩm bẩm mấy lần 20 đấy. Ông bảo bây giờ ông kiểu ông đọc thành chú luôn nè, ông thấy một băng ra nhưng mà ông đọc thành chú mà. Tiếng ông nghĩ đọc bây giờ mà ra nhà hàng nữa nó làm cho phát mấy chục nữa là ra 20 ngàn đô luôn nè. To đấy. Ở trong này là tiền là về để đi làm từ thiện xuyên Việt mà. Cái kiểu đấy nghĩ ông đầu thế. Cái đầu là anh phải chơi bài liền. Thôi các em vô nhà của em của anh chơi đi. Thế là chỉ mất có 5 triệu đi ra mua hải sản thôi đấy. Là coi như là có 5 triệu ra để mà mua hải sản về nhà ăn ấy, thì nó rẻ như vậy. Chứ mà còn đi vô nhà hàng một cái một nữa hôm đấy là mấy chục củ nữa. Phải đơn giản. Phải mấy chục. Mà cái điều mà em ối dồi ôi nhất là gì không? Ăn xong là kiếm cớ luật sư gọi về, cái chiêu gọi luật sư gọi về. cứ chơi với anh là luật sư gọi về. Anh ơi luật sư có luật sư kêu về có công chuyện gấp, sáng mai tụi em phải gặp luật sư gấp. Ăn xong sắp đít kéo nhau đi về hết trong Sài Gòn. mà từ đấy trở đi có cái luật sư nào nó xử cái vụ nào đâu. Sự việc còn im cái, luôn. Cái tự nhiên anh đứng hình rồi nha, cái vụ thứ hai là anh đứng hình rồi. Cái hứa với anh là ngày live show của anh là sẽ ra quay ra để làm live show là ngày hôm sau đấy. Chiều ngày hôm sau anh chờ hoài chờ mãi. Cái chiều mà tụi nó kéo nhau ra ngoài ngoài Phan Thiết ấy, là em nhắn tin em gọi điện cho anh này, em hỏi ủa anh ơi ở trong này chị hồi đấy mình gọi bằng chị đàng hoàng ngoan lắm, hồi đấy em ngoan lắm, em gọi bằng chị Nà Ní với lại chị Vô Ơn ra chơi rồi để mai sang chị ra show anh hả. Anh bảo anh còn đến lúc anh đang còn vui, anh nghĩ là ở lại để mai tham dự live show. Ra đến nơi rồi em, đang ở gia đình nhà em ăn chơi này kia, ăn xong đi về hết. Ngày hôm sau không biết nào có tiền live show luôn. Ôi trời ơi, ông cay phải cắn nguyên một cái. Anh nói khác gì thằng nguyên gió cũng vậy. Nó được hơn một cái, hơn cái là gì, ra nhà hàng nhà kia là ra cái nhà hàng ấy là được cái bọn nhà hàng nó kiểu là một là giảm giá, hai là kiểu quảng cáo hộ nó không lấy tiền, nó còn đỡ dính mấy cái vụ làm MV, làm xong MV cứ tưởng được đăng lên cái kênh của nó. làm không biết bao nhiêu tiền cái MV đấy, làm anh tính ra không dưới 300-400 triệu đâu cái MV đấy nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ơi nó bảo làm một phát qua luôn cái kênh của con Vuôn, một phát một đến phát thứ hai tiếp tục đi đóng phim truyền hình đấy. Ăn kẻ thiếu bên thêm quả nữa. Đấy, em ăn kẻ thiếu, ăn kẻ thiếu cái đoạn là thương hại Nguyên Gió. Nguyên Gió không có được cái gì trong cái đấy, đấy. Ca nhạc em ra cái karaoke đi rồi anh đăng lên cái kênh của anh đi. Trời ơi thương hại đấy. Cái kiểu có ai xem đâu. Anh hiểu không? Anh hết thịt rồi. Còn xương, vụ cùng xương. Thay bảy chả đi luôn. Bảy chả đi không?
hết thịt rồi, quăng nguyên cục xương cho nguyên gió luôn, nguyên gió phải bắt buộc phải ngậm thôi, ngậm thôi, bắt buộc phải ngậm thôi, ngậm nguyên cục xương luôn. Ừ, đấy, ngậm nguyên cục xương luôn. Nguyên gió, anh nói thật, trong cái vụ này nguyên gió là cái thằng đau nhất. Không, không anh, tính đi tính lại nguyên gió không mất gì hết, tại vì nguyên gió chạy được quảng cáo PR cho những cái phim của mình, rồi những cái việc riêng của mình là nguyên gió lấy lại được. Và cái đặc biệt cô chú chị nhé, nhớ chuyến mà du lịch mà ở ngoài cái resort cái gì mà của Vũ Lương giới thiệu ấy, là có hợp đồng PR. À vậy hả, thế thì không, không thế thì đỡ, miễn phí hết, không ai mất tiền. Có nghĩa là khi cái drama nó nổ ra như vậy thì các nhân vật này đang nổi tiếng, thì cái resort đấy biết được là các nhân vật này đang có tai, đang được mọi người chú ý, anh hiểu không? Với bốc xô Vũ Lương là ra, anh để ý đi, nếu mà không chạy quảng cáo bây giờ thì Vũ Lương sẽ không bao giờ để cái địa chỉ, để cái địa chỉ ở trên cái trang cá nhân của Vũ Lương. Khi đã có hợp đồng là anh phải chạy quảng cáo cho người ta, anh bắt buộc anh phải giới thiệu, là anh phải chia sẻ lên cái trang cá nhân của anh để mọi người biết đến cái địa chỉ. Khi người ta ấn vào một phát một là người ta đi một phát một đến nơi ngay cái resort ấy luôn. Đúng rồi. Đấy, cái đợt đầu tiên ấy, rất là nhiều cô chú bảo là trời ơi, cái ông anh hai này không lắm tiền đấy, ông mở nguyên cái resort. Mở nguyên cái resort này còn ở ngay cái trung tâm du lịch nữa. Thì ui, bao nhiêu người đến ủng hộ chứ. Có hợp đồng đấy, có hợp đồng quảng cáo. Đó. Không được, cái đấy là người ta nói câu, là ông bà ta nói câu gì, được ăn, được nói, được gói đem về là cái đấy đấy. Là chạy hợp đồng quảng cáo, có nghĩa là được resort người ta lo cho tất cả. Đó, người ta cho lo cho tất cả một cái chuyến du lịch là gồm bao nhiêu người đấy, người ta lo hết. Nhưng mà với được cái hợp đồng là phải chạy quảng cáo người ta trong một bao nhiêu lâu, là phải giới thiệu liên tục, phải để cái trang của, phải lúc nào cũng phải để cái đường link, cái trang, cái định vị với cái trang của người ta ở trên cái kênh của mình. Thì cô chú cứ để ý đi, các nghệ sĩ mà chạy quảng cáo ấy, là sẽ để cái logo và cái hương hiệu của cái nơi đấy lên cái trang cá nhân của mình, tại vì họ đã ăn tiền quảng cáo, họ phải chấp nhận họ quảng cáo, chứ không có ai rảnh đi PR miễn phí đâu. Trời ơi, thời buổi kinh tế. Đợt resort đấy là của ông mấy người bảo là của ông anh hai. Khó luôn. Bao nhiêu người bảo là có ớ. Kinh thế. Bây giờ là cho đây resort của anh hai cũng được, nhưng mà nó là mang tính chất PR quảng cáo. À, nó đi một bên mấy chục đứa, má hơn chục đứa đi, trời ơi. Nó chạy bây giờ quảng cáo mai đổi logo mấy hồi anh Long Lê. À, cái trong kinh doanh ấy, em không có rành đâu, nhưng mà cái đấy làm dễ lắm. Người ta đổi logo mấy hồi. Không phải được chưa. Nhưng em nghĩ thì ông anh hai ông không rảnh đến nỗi ông làm resort đâu. Trời ơi, resort làm chắc... không phải đâu. Em nói thật, resort cùng lắm là ví dụ như góp vốn thôi thì chấp nhận là góp vốn thì bảo là có thôi, nhưng mà bảo là của ông anh hai thì em nghĩ là không có đâu, vì ông này ông không có thời gian đâu mà ông đi làm ba cái chuyện này. Anh nghĩ đi, resort đầu tư đâu phải là một mình dễ gì, ai dám làm một. Đúng rồi, điều đầu tư, cái tiền đầu tư không, cái gì một cái resort nó hàng trăm tỷ đồng, mà nếu như mà anh làm một mình mà anh mà gồng gánh không được ấy, thì có kiểu mà trốn nợ cho nhanh, tự tử. Chính xác. Mà nghĩ xem, nếu mà làm mà một mình chỉ cần hai cái năm dịch là đi luôn rồi, chứ đừng bảo ở đấy. Dạ. Không, đúng rồi, thì mấy thì người đúng. Là các bạn cái trung tâm đó, à quên, cái resort đó là của ông anh hai ông mở, nhưng mà thực chất là em nghĩ không phải. Vì cái khi mà ông này ông mà đi làm ấy, hoặc là ông ấy chỉ là đại diện thương hiệu thôi. Đó, hoặc là đại diện thương hiệu sẽ được bao nhiêu phần trăm ở cái resort đó thì đúng có rồi. Chứ ông này ông không bao giờ ông bỏ tiền ra làm resort đâu. Đúng rồi. Đó, vì những cái ông nghệ sĩ ông không có thời gian đi sâu, nhưng mà ông có cái thời gian ông ấy quảng cáo này. Ví dụ mày làm đại diện thương hiệu của tao, mày sẽ được 2% hay 3% doanh thu. Đấy, thì có, chứ không phải là ông bỏ một đống tiền ra để ông ấy làm resort. Em đang nói chị Hoa Dương hiểu không, có nghĩa là mình, em nhìn vào đấy là em cảm giác là đây là một cái phi vụ, thương vụ là quảng cáo, chứ không phải là bảo là tổ chức một chuyến đi du lịch, không có. Bảo đúng là rồi. Không có thì đấy,
còn cái thực tế người ta làm ăn như thế nào chuyện của người ta, nhưng mà em chỉ thấy được là đang có một cái phi vụ là chạy chương trình quảng cáo ấy, cùng vốn giống giống làm sale vậy thôi, có gì đâu, đơn giản mà. Nếu nếu cái này là em cũng nghe, vì sao, vì cái đợt 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 làm ấy là rất là nhiều người là bảo ở cái vị trọt đấy là của ông anh hai, nhưng mà khi tìm hiểu ra ấy, thì em mới nghĩ là ông anh hai ông không giàu, ông không bỏ từng đấy tiền ra, ông ấy nghe ông ấy đi vào, ông ấy bỏ vào, ông làm gì sọt ba cái camping cam keo đấy, thì thứ nhất là thuê cái gì sọt, thuê cái bãi biển đấy rất là đắt, thu lại thì liệu có được từng đấy tiền hay không. Một người làm nghệ thuật mà đi kiếm từng đồng, không bao giờ họ bỏ cả chục tỷ 20 tỷ họ hùn vào họ làm đâu, nhưng mà họ sẫn sàng, họ chỉ được lợi ích là 1% hay 2% doanh thu, họ sẽ đứng ra họ quảng cáo, vì họ cũng đâu mất gì đâu, họ quảng cáo thì họ được ăn chơi thoải mái này, đúng không, lại còn được cả tiền mang về nữa, thì đấy là một cái cách làm ăn của ông ấy, chứ không phải là ông ấy bỏ một đứa tiền ra ông làm đâu. Đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng mỹ phẩm đấy, vô ơn đấy, được làm đại sứ đấy, trời ơi. Nói đến cái mỹ phẩm, bỏ qua ông anh hai, em bỏ qua ông anh hai vì cái resort đấy em không quan tâm, vì của ai cũng được, không phải của con vô ơn là được, đúng không? Nhưng cái đại diện thương hiệu của cái sản phẩm mới đây của con vô ơn ấy, mọi người không tin nhá, mọi người lên mạng, lên Google đi cho nó nhanh nhá, tra cái tên sản phẩm, mã một cái công ty mỹ phẩm, một cái công ty mỹ phẩm mà có đúng một cái cửa hàng, mà mình bảo ủa sao này, công ty mà tra những cái thông tin đăng ký này, rồi thông tin mã số thuế này, mẹ mình bảo ủa sao top toàn trống này là sao ta, không tin lên xem nhá. Cái đấy là kem tròn, kem đấy người ta gọi là gì, kem handmade là kem tự làm đó, kiểu là như kiểu là cà phê nhà làm hay là bánh nhà làm này nọ đó, trời ơi. Kem là ní đi Hà Nội là sao? Thôi là tí ông lỗ nó to lắm, hai anh em chịu không nổi. Là ní nó năm đứa con, à quên nhầm, năm đứa con rồi. Bốn đời chồng đúng không? Đâu? Ba đời chồng với một thằng bồ ở bên Úc, một thằng bồ. À. Bốn cái ống nó sụp vào thì làm sao? Tụi em bỏ qua đi. mấy bà live stream, mấy bà em xem em lên em chơi với chị Nà Ní đi, mình bảo bây giờ mà rủ thêm thằng Đăng với thằng gì, thằng Hoài Nam nữa, bảo là ba thằng mà phụ nhau mà cũng không nổi, chứ đừng bảo một mình toàn suối là cho chết không. Trời ơi. Mà đòi mà mới đây gần đây là Nà Ní vặt mông ra cho chú Thành xâm. Anh cái mặt nó anh nó thật, cái mặt khi mà nó bị quay mà không dùng app ấy, ông nó bị thằng nào nhỉ, bị thằng Tâm Sĩ Phố, bị thằng Tâm nó quay mà nó không dùng app, cái mặt là cái hình mà anh hay để làm mà thông neo đấy, má mình bảo trời ơi, cái mặt của nó như thế này mà cái mông nó mà vạch ra để xăm hình, không biết xăm nó có lên mực hay không. Chê nhá, em cũng xin lỗi thật, nó phải chê, nhưng mà cái mặt anh nó đen nào mà vặt cái mông đó, chắc em nghĩ nó còn đen hơn cái mặt của anh. Thâm thầm tôi làm sao mà thâm, người ta thâm là trắng. Anh không phải nói gì nhá, thứ nhất là dân Tây Nguyên này, thứ hai là dân giáp biển họ cực kỳ đen. Họ cực kỳ đen vì sao? Cái gió biển, gió Lào ở chỗ bọn anh nhá, còn biển khác không nói nhá, riêng biển mà có cái dính thêm cái gió Lào như ở An Khê ấy, anh nói thật với em, những cái bà nào mà không biết dưỡng da, trời ơi xin lỗi đời, da mẹ nhìn kinh lắm. Vậy à? Không phải là đi đâu, chung cuối trong đời năm nay không phải là đi đâu. Là lý là chẳng qua là tham, là chẳng tham thôi. Là đấy là được là được voi, không phải đòi tiên, được voi là đòi luôn hai bà trưng đấy. Con này thì ở về cái An Khê,
về ăn khê nha, mà đến nỗi mà điều tra ra thì cả dòng họ nó ghét, cả dòng họ ghét cơ, chứ không phải là nguyên nguyên một số người đâu nhá. Hỏi đến con này ấy, thì cả cái thị xã mới biết, cả cái thị xã nó biết con này mà nó ghét luôn là biết rồi đấy. Cái con mà nó bị giật chồng ấy, cái con mà bị con này lý giật chồng ấy, đấy, bồ bịch với một thằng. Anh không liên hệ với chị ấy, kêu chị ấy lên nói chuyện trên đường live này. Trời Không, ơi. anh tìm Face, em tìm Face, anh nhờ tìm Face không ra, anh tìm tìm Face bà đấy không ra, vì bà đấy là bây giờ là cũng tầm tuổi con nàng ý đấy. Trời Thế là ơi, nghe mà tìm được mà đúng bà nhá. Anh ngồi anh bảo là bây giờ em không quay mặt, chỉ cần phỏng vấn thôi, kể lại đúng sự đánh ghen thôi, em thề van luôn. Úi, trời ơi. anh nhờ người luôn, anh nhờ anh em họ hàng, có nghĩa là dây mơ rễ má với con nàng ý luôn, đi tìm luôn, mà đi tìm cái bà đấy luôn. Nhưng bà đấy mấy người ta bảo là không có tìm ra Facebook của bà ấy. Đó. Hèn gì nó không vác cái mặt nó về dưới đấy, nhờ dòng họ đồng Đâu an vậy, đâu ai đâu đâu ai chứa đi đâu. đi 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 đám cưới nhá, em thấy không, không bao giờ dám quay đang ở tiệc nào hết, vì cái con đấy nó vẫn rình, mà cái con nó vẫn rình tìm con nàng ý mà. Thế à? Thế Cái rồi. bà cái chị mà hay nhắn tin cho anh ấy thì là ở sát cái nhà cái con đấy, cái nhà con nàng ý luôn, có nghĩa À. là chỉ cách có một đoạn thôi, là chắc khoảng tầm vài trăm mét là đến. Mà cháu của cái bà mà hay, của cái chị mà hay nói chuyện với anh ấy, cháu của Cháu bà đấy lại là anh em lấy cháu của con nàng ý, nó kể à, hết đấy, nó kể hết tiểu sử như thế nào, nhà nó ra sao, nhà thì cả họ, cả cả nhà nó đánh cờ bạc từ gái đến trai, cả bố đến mẹ đánh cờ bạc, ghê thì đúng cờ rồi, bạc đến bây giờ cái nhà còn chưa xây được mà. cái đấy có nghe là đúng, là đúng. Người có người nói với em là vì vì á, nói chung là nói thẳng thế vậy nè, là không phải là con này nó không có tiền, nó có tiền nhưng mà tại vì nó gửi về riết rồi á, ông bà này kia ở gia đình nó cứ đánh cờ bạc riết, cứ cứ cờ cờ bạc riết là nó không muốn gửi về nữa, chứ thật sự ra là nó có tiền, nói chung là không có, nhưng mà nó cái đầu óc kinh doanh làm ăn như nó ấy, bà bảo là không có tiền là không đúng, tiền nó có đấy nhưng mà nó gửi riết rồi rồi cứ cờ bạc riết rồi nó chán, nó thật là như thế. Thì đấy, con nó thì bây giờ gửi lên 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 trường nội trú, lên trường Ủa? nội trú ở trên đó. Ủa? Cái thằng lớn Anh nó tầm bậy tầm bạ, con ta đi du học hết rồi, ta gửi ở châu đấy. Âu hết rồi. Anh giờ còn đi chút Làm lai. gì? Người ta năm Cái đứa đứa con lớn nhất, đứa lớn Âu hết. nhất bây giờ mới 15 tuổi. Anh nó cho anh vu khống giờ đấy, người ta con ta đi học châu Âu hết rồi. Giờ này Đợt còn đi. nó bảo con nó đi học ở châu Âu, cho đi du học hết. Ủa, mình bảo lạ kỳ, sao đi du học châu Âu? Một đứa thì đang gửi ở nội trú, đâu có ở với ông bà đâu. Nó cứ bảo là nó ở với ông bà, nhưng thực chất đâu có ở đâu, không ở được với ông bà luôn, là gửi tới Ông trường nội trú học không hả. tao ông bà chắc đi chơi bời quá, đâu có thời gian cho Trú. Còn mấy đứa kia nhỏ du học ở đâu được, mấy đứa kia nó nhỏ xíu à, hầu hết rồi, mấy năm hầu hết rồi mà chẳng thấy nó bao giờ đi thăm, một năm trời không đi thăm, mà thí dụ lâu lâu ngồi điện thoại FaceTime cho con nè, đúng không, mình có đúng thể mình rồi. qua để làm bằng chứng cho mọi người được mà, cũng chẳng thấy đâu luôn. Rồi tại sao vừa rồi An Khê đó, bà con cô bác đang là bị giống như là ồn ứ cái khoai này, tại sao không về quê hương của mình đứng lên để mà giải cứu cho bà con cô bác đi. Đấy, khoai đây này, khoai bây giờ là để anh nói thật, mai đi đi quay cho bà con xem nhé, để xếp đầy đường luôn, có nghĩa là chờ xe, từng xe về bốc, không bán được đâu. Người anh nói thật, nó không có tiền trả công 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 nhỏ cơ, khổ vậy cơ. Mà nó mà không biết nguyên do giới thiệu ở đâu ấy, tự nhiên đi giải cứu 45k một ký cơ, với chiêu 15k ký bao ship toàn quốc. Mẹ thật Ồ, đầu thế mới biết bọn nó làm việc như thế nào. quê hương mình, cái nơi mà mình sinh ra lớn lên, cái vùng đất mà biết bao nhiêu xương máu của cha của mẹ của mình đang gặp khó khăn thì không giúp đỡ, đi giúp đỡ cái người mà đang giàu có, đi giúp đỡ những cái đứa mà nó thật sự là nó ôi ôi đặt ngay Nha, cái em ở trong đấy, em thử nhớ xem nhé,
xem là con vô ơn với con Mã Lai nó đi đi từ thiện bao giờ chưa? Đi đâu? Từ thiện, làm từ thiện đấy. Chưa, em nói cái này em nói hoài mà. Từ Anh cái bảo đúng sống là cùng mình một bảo sao con này nắm tiền mà sau chưa cùng một lần nó đi làm từ thiện. nói chung là tính từ cái hôm trung thu xong là không còn thấy phát và từ thiện không còn phát gạo cho bà con nữa đó, nói thẳng Thì vậy. trung thu là cái phát quà đấy nó có bỏ tiền mẹ đâu. Không Nào có, là nó có phát, anh nói vậy bậy, nó phát mười mấy bao gạo nó còn dư trong nhà nó phát đấy. Nói em ở mặt trên đấy mà, cái gì có nó còn mười mấy bao gạo nó phát đấy. à Nói. ý là phát phát làm sao là đúng cái đoạn mà YouTuber đến đông quay ấy này. Không, có nghĩa là lúc đấy là không biết ai đồn á, xong rồi bà con nghèo đến không quá, tại vì hôm đấy là chỉ có phát cho YouTuber thôi, xong đồn á, ai đồn, không phải là ai đồn mà là do ông Đinh Hoàng Nhân. Ông Đinh Hoàng Nhân khoảng trước khi mà vô nhà số 5 là địa điểm á, là ông ngồi live stream, là ông bảo tí nữa ông sẽ ủng hộ là mấy chục phần cái mít sấy á, là để gửi cho bà con cô bác nghèo. Thì bắt đầu ông live stream lên, bắt đầu là đồn đại nhau, bắt đầu là kéo bà con mà càng ngày càng kéo đông, đến cô công an phải xuống 2 lần nữa mà, công an xuống 5 cái, nói cả nếu mà giờ tụi tôi đi về là có chuyện gì là gia đình phải chịu trách nhiệm ấy, lôi con vô ơn ra nói mấy lần nữa mà. Cái bắt đầu càng lúc bà con kéo đến đông thì buộc phải là lấy gạo trong nhà ra phát, thì phát hết gạo rồi ấy, bắt đầu là anh Quốc Võ anh mới móc ra một xấp tiền 100 mà này đưa cho nó phát sạch luôn. Anh còn tính ấy, anh còn tính làm nữa, tại vì còn nhiều bà con cô bác chưa được quá, cái góp ý bà thôi trời ơi, anh mà làm như vậy em thật cái tiền núi cũng hết, tại vì cứ kéo Đúng càng rồi. như vậy là anh không kiểm soát được. Mình phát mình đã làm á, mình phải có làm phải có ấy đàng hoàng chứ, bây giờ cũng đâu có nhớ hết mặt đâu anh. Phát xong người ta đi vòng, người ta vòng vô, người ta xếp hàng phát nữa thì đến có đến một quýt. Đúng rồi, đi phát làm từ thiện là phải có phiếu. Nói chung là hết hôm đấy cái tiền mà anh cũng bỏ phát tiền 100.000 không cũng hết mấy triệu ấy, cũng phải tầm tầm năm tầm đấy đó. Thì đấy, thì em bảo là con này nó bán hàng biết bao nhiêu như thế mà chưa bao giờ thấy nó bỏ tiền ra nó đi làm từ thiện. Mà nói ai? Gia đình cô Sáu đúng không? Làm bán bún bò đi. Bảo khó khăn đi bán bún bò đi. Trời ơi đi làm từ thiện quá trời luôn, đúng không? Người này gửi về bao nhiêu tô đấy, tiền quy ra tô phở đấy, được bao nhiêu tô mang đi làm từ thiện hết. Cái đấy là rất là trân quý, cái đấy mới là quý. Đúng không? Người ta chỉ ăn lời ở cái Là làm ra thôi. nó cho rõ mất công là để mai mốt mai nó bắt bẻ ăn ở cái đoạn này. À, nếu mà nói về khía cạnh của cô Sáu là cô Sáu có mạnh thường quân, nhưng mà trong cái mạnh thường quân đấy là có sự đóng góp của gia đình là đồng lòng vào để nấu, cũng như là cái công Đấy, nấu đấy. thì lời đã có rồi, tại vì khi mạnh thường quân ủng hộ bằng đó là người ta gửi tiền về, thì trong cái bán tô bún bò đã có lời rồi Thì là người ta ủng đó. hộ, nhưng mà có thêm phần để mà phát cho bà con, thêm mặt cho bà con, chứ không Thì phải đấy. là phải nói cho rõ chứ. Bây giờ anh em mình sợ hở ra bắt đầu vào mai nó soi nó cắt, mình nó cắt đúng cái đoạn nó nói sai là chết đấy. Để ý mình, bây giờ thích cho nó ra Vâng, bây giờ anh đang rất rất là cần mấy cái kênh đấy nó vào nó chửi nó gọi tên mình lên ngang để cho để xem nó nổi nó nhanh nó nổi cho nó nhanh cả cái drama gần 1 năm nó chửi được đúng một lần đi mua điện thoại hết mình bảo mẹ bọn này sao chửi có một lần như thế không nói em, nếu mà không nói chửi thế mà không nói em chia bớt cho thật để em không. không nhưng mà cái con vô à quên nhầm, con Mã Lai mà anh thật mà sao mà nó bịa được chuyện mà xong nó nói giỏi thật Đúng, anh thật đó thì nói đúng là có làm từ thiện cho YouTuber, đúng là có phần phát 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 cho các anh em YouTube là 10 một phong bì đầu tiên không là. không anh phải nói này YouTuber đâu ở cái nhóm đấy có thằng đéo nào nghèo đâu mẹ thằng nào cũng giàu thấy mẹ luôn má thằng lùn bát tử nhá cái thằng lùn chọc chọc nhá anh không muốn nói tên nó lên vì sao nó cũng đang làm drama này anh nói tên nó rất là nhiều rồi cái thằng lùn bát tử nó làm đúng một cái trong vòng 1 năm nó mua ô tô nó đi còn ngày trước em biết không đủ má đi đâu cũng luồn cúi như kiểu là một con chuột đấy đợt có anh làm mà có anh làm cách đây mấy năm rồi mà đi đâu cũng luồn thế này này má nhìn nhìn thảm lắm kìa mà từ khi mà vào mấy cái drama nhá nổi nổi lên được một tí nhá trời ơi cũng má ông ấy vênh lắm kìa mà cả cái đám anh nói thật tất cả cái đám mà làm tin tức với drama nhá mà nó ghét đúng như có nghĩa là nó như kiểu là bị bệnh hủi luôn ấy không dám tiếp cận luôn
rồi. Ờ, cái thằng mà luôn 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 chọc chọc đấy, anh gọi là đùn bá tử đấy, cả cái đám đấy nhé, cả cái đám đun tút mà rõ ràng là cũng ngồi với nhau uống cà phê với nhau nhưng mà nó không coi ra một cái gì đâu, nó Nhìn khôn quá mà. cũng bay ra Hải Dương làm cái vụ của mẹ con với chào đây. À, anh không để ý nó. Đúng rồi, nhà sơ ri ạ. Đúng rồi, nhà chị. Mày cái thằng đó là đi ra đứng cái thằng đứng cùng với chị đại chị Hồng Khèn là tuyên bố đấy này, cái kia đây ở sân bay đây. Đấy, cái thằng đấy nó moi ra cái vụ moi ra vụ răng của chị Mi Sun đấy. Mẹ, cái thằng đấy là cái thằng chùm đấy. Chùm moi đấy. Sao này không thấy làm tài xế cho nàng này nữa nhờ? Hay là bị loại? Có. Nhớ cái đợt đi hát con vô ơn ba ơi con nhớ ba không? Là có. Đi đâu nó như kiểu vệ sĩ ấy, đi xuống là bắt đầu là ngồi lúc nào cũng ngồi kè bên cạnh nhất. Ngồi kè bên cạnh luôn. Em biết mà. Đó. Ủa, nhưng mà dạo này gần đây là không thấy chở nàng ấy đi nữa rồi. Không. À, bữa nay là ông ấy kiểu là ông hình như cũng biết rồi, bắt đầu ông né, có nghĩa là đánh trống lảng đi rồi. Có nghĩa là bữa nay là không có đăng, nó có hai kênh. Thằng này rất khốn nạn, nó có hai kênh. À, một kênh là có 60 mấy nghìn thôi, một kênh hơn 100 ngàn. Thì cứ đợt bọn anh làm đấy, đợt bọn anh làm là gặp cái thằng này, em biết không, nó như kiểu là gặp ai mà nó cũng phải cúi đầu, nó không dám ngẩng đầu lên là biết rồi đấy. Nó đã lùn rồi mà nó lúc nào nó cụp cái mặt xuống nó đi cơ đấy, luồn cúi rất là giỏi. Thế mà sao đợt mà vụ của bà Giao sao mà đứng ở sân bay tuyên bố, đứng với chị Hồng tuyên bố mặn thế không biết. Người bà Hồng Khan được đấy cũng vớ ba vớ vẩn chị này chị kia, xong cuối cùng bênh đấy, chính vì cái vụ đấy mà anh bay cái kênh đấy, mẹ nó bay cái kênh 400 ngàn, gần 400 ngàn xúc đó, nó cay chứ, chỉ vì cái vụ đó thôi đấy, cũng lên cũng hổ báo cáo trồn xong mẹ, bảo vệ này bảo vệ kia lên tiếng đủ kiểu, đục một phát làm ba cái gậy bay kênh luôn khỏi cái. Nhưng mà đúng là vừa biết ăn đấy, qua vụ đấy xong là em lên em gặp ăn ngay vụ này luôn. À, biết thằng, mới biết. Còn thằng Tâm ấy, còn thằng Tâm là cái thằng mới đây nhất. Thằng Tâm là nổi lên từ cái drama này thôi. Thằng Tâm ấy là trước đây nó cũng như anh em mình hiện tại này, nó cũng nhỏ xíu à. Đúng một phát là ngày nào nó cũng ăn, nó ngủ, nó quay ở đấy phát lên luôn. Tâm chỉ phố lên lâu anh à? Nói chứ sao chỉ phố lên lâu à? Tâm chỉ phố từ vụ bà Hằng mà. Cái vụ bà Hằng của nó lên được có 60 mấy nghìn thôi. 60 mấy nghìn người, 60 mấy nghìn người nhá. Nhưng mà cái đợt đấy là nó chỉ có nghĩa là cái nốt cái vụ bà Hằng là có nó chìm nghỉm luôn. Đấy, sau khi mà có vụ cái này thì không thấy nó nhiều, nhưng mà cái vụ bà Hằng này em thấy nó nổi rồi. Thì đợt đó nó lên có 60 mấy nghìn đó. Anh làm nói biết mà, nhưng cái vụ bà Hằng này không nhảy vào. Ông làm cái công nhận là hay. Ông không có nói xấu bên nào, ông chỉ quay tin, ông chỉ nói cái thực chứ là đang làm gì đây, chứ ông không có ông đúng không rồi. Nó rất là hay, một cái là chỉ đưa tin thôi. Ừ, nó làm cái cách làm của ông hay, nói chung là ông không có chửi bới ai, ông không có ấy ai. Cái gì ông cũng quay rồi ông nói. Thằng đó trùng nịnh luôn, nó đang chửi bà Trang VN kia. nội bộ với nhau đấy. Nó đang chửi nhau nội bộ đấy, nó có ngon lành gì đâu. Em nói em định bị béo phì biết sao không? Tại vì trong cái nhóm này là mục tiêu là sự tranh giành, muốn hơn ai, không ai chịu thua ai. Đâm ra mà để mà có cái ngày hôm nay để mà chửi bới nhau, để mà moi nhau đòi bem á, là chuyện rất là bình thường. Đúng rồi, kịch với nhau mà bem nhau là chuyện thường ngày rồi. Nhưng mà chuyện nội bộ mà để mà bem nhau á, là chỉ có hơn thua, ganh ghét đấy, không chịu thua nhau thì mới đem nhau ra bem thôi, chứ còn bình thường ai đâu mà bem. Thế mới nói, anh đã nói rồi, cái đám này khi mà nó ghét nhau, nó chửi nhau thì thối hình. Thế bảo là có sai đâu, y như rằng thối lắm, thì chửi nhau nghe thối lắm. Em đang mong sao em đang mong sao mà ai có ai kích động cho chị Trang á, thật lúc đấy em ủng hộ chị Trang hai tay hai chân luôn, em treo giò treo háng em ủng hộ chị Trang luôn, thật lúc em quay xem ủng hộ chị Trang liền, hứa luôn đăng ký kênh trở lại luôn, đăng ký kênh cho chị Trang luôn.
like liên tục luôn, bấm bấm like liên tục luôn. Bấm lẻ thôi nhé, đừng bấm chắn, bấm chắn tội chị ấy. Bấm chắn là không, mình lại không có lượt like cho chị ấy đâu. Ok. Nếu mà bom này mà nổ nhá, em hứa với chị Giang luôn, em đăng ký lại cân, em đăng ký cân cho chị. Anh em chia sẻ tất cả các clip chia sẻ khắp nhau luôn. Không có hội nhóm đúng không? Khắp các trang cá nhân đúng không? Nên chị phải xì ra, phải nhấp cho nó nhột đi chứ không, để cho chị ôm quả bom đấy, tụi nó không sợ. Coi chừng là chị cẩn thận đấy, chị đúng ôm rồi. Chị cũng phải cẩn thận, mày nó hủy đấy, không nhớ đâu. Bọn này nó bây giờ nó cũng tương manh lắm. Chị ôm quả bom hơi bị lớn đấy, nên chị cẩn thận. Ok, mà thôi cũng buồn rồi, 12 giờ kém rồi em ạ, 11 rưỡi rồi. Điện thoại hết pin rồi, báo rồi. Rồi anh em mình xuống live chào cô chú và các anh chị nhá. Hôm nay nói hơi bị nhiệt tình ấy. Nó... không, anh biết sao? Tại vì anh hai bên đây anh không có live á. Live một mình đấy, anh bị sượng liền. Cái kiểu cái cảm giác mấy anh em không nói cái gì nó bị sượng. Cái em bảo thôi để em lên với anh để câu kéo lại để cho anh có cái đá mai bắt đầu live bình thường. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá. Rồi em xin chào quý cô chú và các anh chị nhá. Chào em nhá.